chưa? Chưa yêu lần nào. Chưa yêu ai? Còn đây 98 chắc có rồi ha. Dạ. Thì con đã trải qua 3 mối tình. Ủa trời ơi. Dạ, 98 mà nó khá quá ta. Anh ta chưa có cái gì luôn á, chưa có ra đời luôn. Hai ca hai ông ơi. Nè, gái. Xinh quá. Xinh ơi là xinh. Có bao giờ con trai nắm tay chưa? Dạ, có nắm tay nhưng mà ngại. Ngại giật ra hả? Dạ đúng rồi. Để thử coi nó sao. Tìm hiểu về tình yêu chưa? Chưa luôn. Động nhà nha. Tại vì lo công việc ở nhà. À. Con nghiên cứu về tình yêu chưa? Tôi nói cho chú nghe là chú mở rào ra cho chú hết hồn liền. À. Con bé nó rất là dễ thương, trong veo luôn vậy. Chưa dạ. Có mối tình nào trơn á, về chỉ dạy cho người ta. Dạ anh em trong số độc đắc. Trong số độc đắc. Trong số độc đắc hả? Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Em tên Nguyễn Việt Hoàng, em 25 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là quản lý ngành hàng xuất khẩu bên thực phẩm ạ. À, dạ. Quê Hoàng ở đâu? Dạ, quê em ở Lâm Đồng ạ. Lâm Đồng, bây giờ mình làm ở quận mấy? Hiện tại đang làm việc ở quận Bình Thạnh. Quận Bình Thạnh. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh với ai Hoàng? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh với bạn. À, tức là mình thuê nhà trọ với bạn ha. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh ạ. Em tên là Cao Kim Tuyến, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm mấy? Dạ, năm 2002. Rồi. Hồi 2K2 hả? Dạ. Quá đang làm công việc gì? Luôn. Dạ, em kinh lớn doanh ở nhà cùng với gia đình. Kinh doanh ở nhà với gia đình hả? Nhà em ở đâu? Dạ, nhà em ở Gò Vấp. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi Hoàng. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết chăm lo cho gia đình và có trách nhiệm trong công việc. Khuyết điểm của em là đôi lúc cũng hay quên. Biết trước là hôm sau là sẽ có một cái sự kiện đặc biệt, là mình sẽ chuẩn bị tươm tất đầy đủ mọi thứ sẽ xảy ra. Nhưng mà sau đó mình lại bỏ quên vài thứ. Quên hoài không? Dạ không, lâu lâu mới quên thôi ạ. Lúc quên hoài là mệt lắm nha. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì cưng? Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, là mẫu người nhưng chăm lo gia đình. Dạ, khuyết điểm của em là em ít tiếp xúc đồ nên là hơi ít nói. Em 2K2 nên em ít tiếp xúc là đúng rồi. Chưa có trải đời luôn đó. Có yêu lần nào chưa con? Yêu lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa yêu lần nào. Chưa yêu ai? Còn đây 98 chắc có rồi ha. Dạ. Thì con đã trải qua 3 mối tình. Úi trời ơi. Dạ. 98 mà nó khá quá ta. Dạ, mối tình đầu tiên là năm cấp 3. Mấy năm? Dạ được khoảng nửa năm ạ. Nửa năm rồi, mối tình thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai là thời đi học sinh viên, gần năm. Cũng gần năm. Dạ. Mối tình thứ ba? Dạ, mối tình thứ ba là khoảng được 5-6 tháng ạ. Chưa có mối tình là tới năm đúng không? Dạ chưa. À, hy vọng mối tình này nó tới luôn. Mong là mối tình tới đây sẽ trọn vẹn hơn. À, bên kia à, chưa. Bên đây là người ta chưa có cái gì luôn á. Chưa có ra đời luôn, chưa trải đời luôn. Hai ông ơi. Nè, gái, xinh quá. Xinh ơi là xinh. Có giờ trai nắm tay chưa? Dạ, có nắm tay nhưng mà ngại. Ngại giật ra hả? Dạ đúng rồi. Để thử coi nó sao. Tìm hiểu về tình yêu chưa? Chưa. Rung động với ai vậy? Tại không vì luôn. Lo công việc ở nhà. À, con nghiên cứu về tình yêu chưa? Có bao giờ con tưởng tượng người yêu con sao không? Dạ, con tưởng tượng người yêu con thì hiền lành rồi này nọ, lo cho gia đình được. Hiền là hiền sao? Người vui tươi rồi này nọ. Vui tươi rồi này nọ. Có mẫu hình lý tưởng của chàng hoàng tử mình gì không con? Dạ, mẫu hình lý tưởng con giống chú Huyền Linh. Trời ơi. Chi mà cho nó già nua vậy không biết nữa à. Ví dụ như là mẫu hình lý tưởng là anh Hun Bin đồ này nọ đi. Con thấy chưa, con thấy chưa, 202 mà mẫu hình lý tưởng là tôi, thấy chưa? Trời ơi. Coi vậy tôi cũng được lắm chứ bộ. Tức ghê, ví dụ con thích bắt Seo Yoon đồ này nọ. Tức ghê. Mà con đã lấy mò chú làm mẫu hình lý tưởng, chú cũng được lắm chứ bộ con hả? Dạ. Đâu đến nỗi mà chơi chú xấu xí đâu. Vui đâu, chú đi chơi mới vui đâu, chú già rồi. Giỡn hoài, trời ơi đừng giỡn, chơi thử đi biết. Cũng vui lắm chứ bộ. Vui à nha, vui lắm à. Trời ơi nghe. Nó còn nhỏ quá, ở đây cũng đâu lớn như mấy đâu. Chào em. Nhưng mà đây kinh nghiệm hơn. Nó cũng sàn sàn ba mối rồi. Không, kinh nghiệm giống rồi đó. Giống là ngoại hình ấy cũng giống giống nha. Cũng dày dày chứ không có dòng dỏng nha. Không cao lão à nha. Nhưng mà dày cơm chứ không phải ống nhôm. Cũng ngon à. Mình có mẫu hình lý tưởng không? Dạ có. Ai? Dạ giống như ca sĩ Lily. Ca sĩ Lily á hả? Lily. Hát bài hát 24 giờ. Bên kia dễ thương lắm nha. Dạ. Tôi nói cho chú nghe là chú mở rào ra cho chú hết hồn liền. À. Con bé nó rất là dễ thương, trong veo luôn vậy.
chưa dạ. có mối tình nào chừng á về chỉ dạy cho anh ta. Dạ, anh em trong số độc đắc. Trong số độc đắc. Trong số độc đắc hả? Dài dài hơi ra nha, chứ cũng năm mấy tháng à. Dạ. Bây giờ để tôi qua tôi hỏi coi nhà gái có rung gì không con? Dạ có rung. À có rung bao giờ có xuất hiện đông người vậy chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Trời ơi nhìn nó trong veo luôn nội ơi. 2k2 chút xíu nó bằng con tôi 2k6. Thế trời thấy cưng quá, nó nhỏ giờ nó lo làm ăn con. Đúng rồi con, lo làm ăn đi. Có tiền là có hết tất cả. Yêu đương chi sớm rồi nó khổ con ha. Dạ. Bây giờ em thích con gái như thế nào nè? Thích người yêu mình ra làm sao nè? Dạ, mẫu bạn gái là biết chăm lo cho gia đình và có chút khiếu kinh doanh. Đó, đúng kinh doanh đúng rồi. Dạ. Nhưng mà lo gia đình thì chưa, nó còn nhỏ quá, lo chưa được. Mình lo trước đi, nữa lớn lên lo lại. Dạ. Được không? Dạ, được ạ. Có cái điều gì không thích không? Con gái như thế nào thì em không thích nè? Dạ, như con gái là lệ xòe, xòe xòe và trang điểm lè lẹt và hình xăm thì... Trang điểm lè lẹt xăm. Dạ. Con có xăm không con? Không à, không có xăm. Em có trang điểm chân á, nó trong veo luôn á. Dạ. Thôi tôi hỏi nhỏ coi chứ giờ không biết sao con đi với ai con? Dạ con đi với bác gái với lại chị. Có bác gái hả? Dạ. Mẹ con có cho lên đi lấy chồng không? Dạ con. Có luôn á hả? Rồi thôi có bác gái, hỏi bác gái coi sao nha. Dạ chào nhà gái ạ. Chào Quỳnh Linh. À. Dạ chào Ngọc Lan. Trước khi đi mẹ nó có dặn gì không bác? Nó ở với mình từ nhỏ, mình nuôi nó như con luôn. Ủa vậy đó hả? Dạ. Bây giờ nếu mà con nó lấy chồng sớm khoảng nhiêu thì lấy chồng được? Chắc 1-2 năm nữa thì cưới được. 1-2 năm nữa? Dạ. Nó giỏi không? Nó rất là giỏi luôn, việc trong nhà. Rất giỏi luôn. Này là lên đơn, còn đó là kho. À. Trong gia đình làm một gia đình thì chia việc ra làm. Chị thấy... ít nói. Chàng trai này sao? Hợp với cháu mình chào không? Cháu. Cháu dễ thương. Dạ. Hợp á con. À, hợp hả? Rồi, cảm ơn bác nha. Dạ. Rồi, bây giờ nhà trai nè. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ, em đi với bạn của em. Rồi. Rồi, chào các bạn. Rồi, con chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Con là bạn của Việt Hoàng á. Bạn con nhiều bạn gái không? Bạn con đây con không ở cùng cho nên con không rõ lắm. Vậy là có đúng không? Nhiều người... Dạ, cũng không đâu ạ. Bởi vì công việc của bạn là cũng ít tiếp xúc với lại con gái ạ. Con có giới thiệu bạn gái với con nhiều không? Không luôn ạ. Chưa bao giờ mà con thấy dắt bạn gái đi cùng. Trước khi đi nó có dặn con gì không? Không ạ. À. Ừ. Có mua chuột chưa? Có bị mua chuột chưa? Chưa. Tôi hỏi phải kỹ, tôi thấy nhỏ còn nhỏ quá, tội nghiệp tôi phải hỏi kỹ vậy đó. Thấy bạn gái thì sao? Sao nè? Dạ, bạn gái ok ạ. Ok. Quá ok luôn. Nói chung là phù hợp với mẫu người phụ nữ công dung ngôn hạnh. Không hiểu thế chứ. Vậy giờ em có nhắn gửi gì với bạn mình không? Đừng tiếc á. Bạn bấm tôi bấm á. Nếu mà chú mà ngồi ghế con, chú nói vậy đó. Đúng rồi á. Rồi, bây giờ mình mở rào. Đây, bình tĩnh nha. Đây. Đó, hãy trời bình tĩnh ngồi đi nha con. Mà xinh dạ. Dữ vậy trời. Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Bước qua liền luôn. Đó. Chào bạn. Dạ. Mình có nay mình đi mình có món quà tặng bạn. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Em tặng em món quà nha. Cảm ơn nha. Em tự mở ra mà xem coi quà nói anh chứ. Dạ. Trời dễ thương vậy. Rất là dễ thương nha. Đâu lấy ra coi con, lấy đi qua coi. Dạ. Gì vậy? Dạ một cái tô và nếu tô con không xài để chú ăn cơm nha. Chú ăn tô rồi. Tự nhiên tặng mà gái cái tô là ý gì? Dạ tại vì yêu mà mình phải có thực mới vật được đạo. Mà trong tình yêu thì cũng tốn công tốn sức lắm. Cho nên là em muốn bạn gái là khi nào cũng phải ăn đầy tô có sức để yêu em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Ý là con về là sáng tô, tiêu tô, tối tô cho con. Dạ. Dạ em có tặng anh cái món quà, anh mở lên xem thử. Một cái áo á. Trời ơi, lấy ra ướm cái coi. Dạ. Để cái hộp ở đây, ướm cho bạn gái coi coi sao. Thấy đẹp không? Dạ, dạ rất là... thử luôn. Dạ. Trời ơi, được coi. Dạ. Áo mua đâu đẹp quá ta. Này chắc con mặc cũng vừa đâu. Nhiều khi mua cho chú. Thôi đi. Em mong là mình có thể tiến tới đi. Ngày hôm đầu tiên anh sẽ mặc chiếc áo đó. Giá em điện nó mặc không vừa đi. Ngày hẹn hò đầu tiên của mình anh sẽ mặc cái áo này. Dạ. Thì anh có thấy là em cũng chưa có kinh nghiệm tình trường
là chưa trải qua mối tình nào. Dạ đúng. Như em thì em cảm thấy nếu mà như thế nào thì gọi là tình cảm trọn vẹn. Dạ, em nghĩ là tình yêu thì phải có thời gian mình tìm hiểu nhau. Vấn đề vẫn là phải hiểu nhau chứ. Nên là em mong là mình có thời gian gặp và hiểu nhau nữa. Em thì nói đúng như nãy em kêu em không có kinh nghiệm tình trường. Đúng rồi. Nên là em muốn mình trải nghiệm để em biết yêu. Còn như anh thì có thể anh cũng đã trải qua ba mối tình như vậy. Nhưng mà như hiện tại bây giờ thì so với công việc của anh thì sẽ là đi công tác cũng nhiều đó. Có thể là anh cũng sẽ gặp người này người kia thì em có chịu được. Dạ em thoải mái lắm tại em cũng làm em cũng hiểu công việc. Okay. Miễn là trong lòng mình chỉ cần em tin tưởng. Đúng rồi, tin tưởng thôi. Em rất là thoải mái. Em okay. Rất nghiêm túc lên đây để tìm bạn. Nên mong là hai mình có thể gặp nhau sau này. Đúng rồi. Cũng là điều anh mong muốn. Bây giờ là mình tiến tới nắm tay bạn gái muốn nói gì, đứng tiến tới luôn mạnh dạn lên nào. Nắm hai tay bạn gái đứng kế bên nói. Được nắm tay bạn. Bạn nữa. Em, nếu mà tình cảm mình có tiến tới được sâu xa thì em nghĩ sẽ khoảng bao lâu thì cả hai sẽ đi tới đám cưới? Dạ em nghĩ là thời gian đủ chín muồi là hai của mình có thể tiến tới hôn nhân. À. Em không có quan tâm là mình quen bao lâu, nhưng mà em không muốn quá sớm cũng không muốn quá nhanh. Anh cũng không quan trọng thời gian, anh chỉ cố gắng là tình cảm mình sẽ trọn vẹn. À, em muốn anh là người chồng như thế nào? Anh luôn yêu thương quan tâm em được và mình đừng lừa dối nhau là được. Giờ hẹn hò sao? Lần đầu tiên hẹn hò thì em muốn thì mình sẽ hẹn hò ở đâu? Cứ tới nhà đón em là được. Ok. Tới đón là đi phải không? Dạ đúng rồi. Cứ tới đón anh đi, em anh đi đâu em mặc kệ. Bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi. Đứng này. Đi con. Đây. Bây giờ nè. Nãy giờ là mình nghĩ trong lòng mình về cô thế nào, mình thấy cảm giác làm sao, mình mong muốn gì. Mình nói hết ruột gan của mình cho cô ấy nghe đi. Tại vì cả hai đã bỏ đi cái ngại cái ở nhà để lên tới sân khấu. Dạ. Và tìm kiếm cho mình một tình yêu và hạnh phúc trọn vẹn. Nếu sau khi em bấm nút thì từ giờ tới sau này tất cả muộn phiền của em cũng là muộn phiền của anh. Tất cả niềm vui anh được nhận thì cũng là của em. Thay vì mình đã lên đây chúng cũng để mục đích, ai cũng mong muốn mình có một hạnh phúc mới và hạnh phúc tương lai tốt đẹp cho cả hai. Dạ. Thì anh nghĩ là cả hai nên cho nhau một cơ hội. Dạ. Được, quá được. Ngày trai tôi bắt đầu tiến lên rồi đó. Giờ hát bài coi. Dạ. Em sẽ hát một tặng bạn gái một bài. Mắc gì tự nhiên hát cái buông tay vậy? Mình mẻ lên nào. Dạ. Tại vì phải hát thể múa múa tay nữa. À, phải đúng rồi. Múa tay nữa hả? Múa gì múa. Đâu biết đâu. Bài yêu nhiều, ghen nhiều. Cách xa lâu nay, đây là ngày anh ước mong. Suốt bao năm qua đã làm hai ta trông ngóng. Cứ mong sao cho con đường ngày hôm nay ngắn đi nhiều, để anh có thể được gặp em sớm hơn. Nếu như em đang lang thang cùng ai tối nay, giữ yên đôi tay chờ anh đến với em ngày. Người mà đang đứng trước em là người đã nhớ em rất nhiều. Từ nay đừng đi cùng ai khi không có anh, vì anh không thấy yên tâm để em một mình lâu hơn. Sợ một ai đó đến bên em lúc ta giận hơn. Sợ người em cưới không phải anh, sợ niềm tin chúng ta giã lạnh. Nếu như không cùng em thì không ai nữa. Sợ người em cưới không phải anh. Đừng buồn khi thấy anh cứ ghen, vì lo giữ em thôi. Vì không giữ em thì anh mất em rồi. Tôi thấy cái bài hát này giống như là một cái điềm báo vậy nha. Phải lo giữ nha. Tôi thấy bé nó nhìn nên là càng nhìn nhỏ này càng đổ, thằng này đổ mồ hôi luôn. Bản lĩnh lắm đó nha. Dạ. Dạ. Con thấy tim mình rung động không? Dạ có, nãy giờ con quýu luôn đúng không? Dạ. Rồi thôi được rồi. Hai đứa về ghế ngồi đi. Dạ. Tôi thấy cũng ổn rồi đó. Hai đứa sẽ tự đưa ra quyết định của riêng mình, thấy chưa? Nó tìm đi. Dạ rồi. Còn chú có phải đếm không? Con thích bấm lúc nào con bấm. Mình không cần đếm. Mình yêu là mình bấm thôi. Ừ. Cứ mình yêu mình bấm. Rồi bây giờ mình sẽ đếm. Ôi trời, hai đứa nó bấm luôn rồi. Khỏi đếm. Không kêu làm cái gì hết. Chính thức tụi con hẹn hò nha. Ê thật. Cái gì vậy? Nắm thôi. Nè nắm vậy nè con.
Đó, thấy thấy bạn gái mạnh mẽ chưa? Nè, bây giờ á, nó chưa có nụ hôn nào đó. Bạn xin bác cho con hôn Tuyến. Dạ, con xin phép bác, con được hôn bà. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi nào. Lên má hay là lên nhẹ nhàng thôi nào. Má. Đó, để cái tay sao? Đó. Cưng quá trời cưng luôn. Đây, nhớ mặc cái áo này nha. Áo đẹp quá ông ơi. Đó, bữa nào đi chơi mặc áo này nè. Khóa hộp luôn đó. Vừa y ha. Không, hơi rộng. Nếu mà bữa nào rộng đổi áo khác cũng được. Đổi với áo đen kìa. Giữ cái áo này con. Đây là quà của chú Quyền Linh. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bàn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquaceline xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquaceline lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquaceline lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Còn đây là phần quà đến từ nhãn hàng sữa Đà Lạt Miêu, di sản từ cao nguyên. Sữa Đà Lạt Miêu được làm hoàn toàn từ sữa tươi, không chất bảo quản, không sử dụng nguyên liệu tổng hợp, mang đến hương vị thơm ngon và cung cấp nguồn dưỡng chất tự nhiên thiết yếu cho sức khỏe cả gia đình. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cũng có nóng tính giống bạn bên kia. Rồi hai người về ban ngày luôn. Mà em sẽ nhường cho bạn nữ chứ. Đúng rồi, nhưng phải nhường nhịn cái chữ đó đó. Dạ. Em không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ quá trẻ con. Rồi bên kia có trẻ con. Em nói là quá thôi mà. Quá thôi không? À, từ từ thôi. Tên em là Phạm Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, em đến từ Quảng Ninh. À, hiện em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và em làm nhân viên văn phòng ạ. Rồi xin mời bạn nam. Sao? Giống sáng quá. Đeo kiến mở ra sáng phải rồi. Style Hàn Quốc hả? Dạ. Tên của mình là Linh Động. Mọi người nói lái thì sẽ biết tên mình. Hả? Linh Động Long Định. Chị mới vô lái. Lên đây làm cái gì? Dạ, em cũng là nhân viên nhân sự anh. Nhân viên nhân sự? Vâng. Quản lý được khoảng mấy người? Cả tầm 280 người. Thôi rồi, dựng cái gì? Long Định quản lý nhân sự trên 280 người. Cái gì? 280 người hả? Ừ. Đúng chị. Wow. Ủa mà quản lý làm gì em? À, em làm bên phúc lợi thôi chị ơi, chứ không có quản lý con người. Phúc lợi là sao bạn? Là mấy cái chế độ ốm đau thai sản của nhân viên mình đó là em làm hết. À, tức là đẻ này kia đó hả? Vâng, em làm thủ tục, em thủ làm thủ tục cho họ nhận tiền thôi chứ không phải là đỡ đẻ. Trời anh làm như chết em. Tưởng đâu nhân viên phụ sản. Rồi, à, còn Thảo thì Thảo giới thiệu một chút xíu về mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì em khá là hòa đồng, hay cười, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Em cũng có một xíu năng khiếu. Năng khiếu về gì vậy em? Em biết múa một tí xíu, biết hát một tí xíu, cũng biết nấu ăn. Đã, nhưng mà em lại không biết thêu thùa may vá đâu chị. À, thôi không sao, không cần thêu thùa may vá. Bây giờ em có thể biểu diễn chút xíu về năng khiếu của mình được không? À, vậy em xin phép em múa một đoạn ngắn ngắn ạ. Rồi ngắn thôi. Dạ bộ em múa nón đi nha chị. À. Dạ. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, nắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, phút phi lao gió thổi trên đầu. Dễ thương quá đúng không? Hay, nhưng mà mình có những khuyết điểm gì không? Dạ, em cũng khá là hơi nóng tính. Nóng tính? Nhìn dạ. Dịu dàng vậy mà nóng tính hả? Dạ nhìn vậy thôi chị. Nhìn vậy thôi hả? Dạ. Rồi có gì nữa không? À, em cũng có lúc thì người lớn nhưng mà có lúc lại trẻ con. Lúc vui lúc buồn em thay đổi nhiều khi nhanh hơn thời tiết nữa chị. Trời đất ơi, nguy hiểm quá vậy. Nghe bên kia vậy em thấy cảm giác sao? Nguy hiểm luôn. Ưu điểm mình biết múa. Em có biết múa không? Dạ không. Chứ em biết làm gì? Em biết hát mà. Hát hả? À. Làm luôn. Em xin hát một khúc trong bài Tôi đi tìm tôi. Có những tối nghe mưa rơi thật buồn, bệnh vẫn gốc quang quen mình tôi. Tôi đi tìm trong tôi, tìm trong hơi men cay, một hình bóng đã mãi xa tầm tay. Xin hỏi là ủa đó là ưu điểm hay là khuyết điểm của em vậy? Dạ ưu điểm đó chị.
ưu điểm đó. Ưu điểm đó hả? Mà khi hát lên nó trở thành khuyết điểm. Đúng, khuyết điểm. Còn cái gì ưu điểm nữa? Thì em cũng vui tính, hòa đồng. Đúng rồi, dễ thương. Dạ. Mõm 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 thấy ghét. Kém quá. Em có nụ cười rất là thân thiện. Thân thiện đúng rồi. Rồi khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là cũng có nóng tính giống bạn bên kia anh. Rồi hai người về banh nhà luôn. Mà em sẽ nhường cho bạn nữ chứ. Đúng rồi, phải nhường nhịn cái chữ đó đó. Dạ. Em không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ quá trẻ con. Rồi bên kia có trẻ con. Em nói là quá thôi mà. Quá thôi phải không? Từ từ thôi. Không thích người quá chanh chua nữa anh. Ở bên kia ngọt ngào được. Dạ. Không thích gì nữa? Em cũng không thích cái người phụ nữ quá mập. Quá mập? Có bên kia có người hơi mập. Em biết rồi, em biết chị Tư phải không? Chị Tư phải không? Đó là em nói nha, anh không có nói nha. Anh gửi ý rồi mà. Cô đó cô giữ, em không dám nói đó nha. Phải không chị Tư? Chị để hỏi coi Thảo, em có chanh chua không? Dạ, lâu lâu mới chua thôi chị. Bây giờ chị hỏi thiệt nè, em có bạn trai chưa? Em cũng mới chỉ quen 1-2 tình. Dạ. Không thích điểm gì ở người đàn ông? Dạ, em không thích con trai nói nhiều quá. Bên đó thấy hơi nói nhiều đó. Dạ, được rồi. Không thích con trai nổ ạ. Dạ, em sợ con trai mà nổ quá lắm. Hát dở mà la ưu điểm là thấy nổ rồi đó. Dạ không, có thể là ưu điểm của anh là tự tin ạ. Ưu điểm là tự tin, rồi. Thích cái hình dáng người bạn trai của em như thế nào? Dạ, con trai em thích thì phải cao trên 1m7 ạ. Đừng có đen quá. Mặt đừng có nhiều mụn quá. Cỡ anh người lên vậy là đen không? Để anh nặng mụn cho con. Quá trời mụn mới nặng bớt đi. Bây giờ bên đây mập quá có chịu không? Đẹp vô cùng đẹp luôn. Mặt xinh ơi là xinh, dễ thương hiền mà người mập. Mập quá thì không chịu được chị ơi. Ủa gì tròn được rồi. Nó mập kệ người ta, cộng vô cái tâm hồn của người ta, trái tim của người ta thôi. Mập mất mới gì không thích là đúng sao? Đúng rồi. Không nên nói vậy. Tại vì người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn đầu tiên không thích làm sao được tâm hồn anh. Hôm nay em tới đây có ai đi theo mình không? Dạ, em có đi cùng với lại mẹ. Dạ, chào cô ạ. Xin chào Quyền Linh. Dạ, chào cô. Xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Cô thấy bạn trai bên đó là nhắm tương lai làm rể mình được không cô? Nếu mà để nhìn nhận một con người ngay từ giờ phút đầu rất là khó. Dạ. Cái này cứ để cho các đôi trẻ tự nhìn nhận và theo cái cảm giác phút ban đầu của mình. Dạ. Để mà hẹn hò nhau. Thế còn nên hay không lại do duyên số ấy. Vậy là giờ con gái chịu là mình chịu. Con gái chịu là mình chịu. Dạ. Ngày xưa cha mẹ đã đưa con người đấy, bây giờ các con nó đặt thì mình cứ ngồi thôi. Dạ. Cô con chấp nhận được không cô? Cô thì chấp nhận được con, còn con cô mới là quan trọng. Dạ. Thôi dù sao cũng qua được cửa ải của cô là mừng con, rồi. Con thì vẫn tin là áo mà không qua khỏi đầu cô. Dạ, cảm ơn cô. Coi như cô đã nói vậy, coi như là giờ cô giao cái chuyện mai mối này lại cho con nha. Bây giờ cô qua con coi được không được là con giải quyết luôn. Được. Dạ. Được không là do đây nè nha. Chào chị. Lý sự. Đứng lên coi cao được nhiều. Chắc không được 1m7. Đứng lên cao hơn tôi. Không có đen cũng được. Ủa hình nó nhỏ nó hỏi thiệt. Dạ. Hồi nãy hát là sở trường đó hả? Dạ. Em bỏ sở trường đó luôn rồi. À vậy còn sở đoản là cái gì? Em ít nói khi mà gặp đúng đối tượng. Vậy là bữa nay không đúng đối tượng rồi, nãy giờ nói quá. Em chưa gặp đối tượng mà sao chị nói vậy? À. Thấy chị đẹp không? Chị đẹp nhưng mà có béo. Cái gì? Béo. Béo. Đẹp mà béo. Rồi vậy xong rồi, bên đây còn béo gấp đôi chị luôn. À. Tiêu rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Buồn không? Không. Sao không? Em đâu tin chị đâu buồn. Chị lừa em. Kém ghê thiệt. Mày có cái hình tượng người bạn gái trong mơ là như thế nào không? Dạ có. Sao? Ngoại hình cân đối. Cân đối là sao? Cái từ nó phạm trù, nó rộng lắm. Giống như là không mập quá, không gầy quá. Có như chị là thôi, em không có chịu rồi. Làm như ông đẹp lắm vậy đó. Con mắt cười thì không đẹp. Biết đâu hết trơn á. Chị đang nói em à. Cái chuyện này trời ơi, như cái môi đàn ông ơi. Mở lên người ta Hàn Quốc đó chị. Môi mỏng mỏ nhỏ nhiều chuyện. Rồi xong. Lỗ mũi thì xương gãy 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 mấy khúc gồ ghê. Đặt xe ta béo. Tay em chưa? Đúng không? Nói đúng không? Bất mình. Anh nói rút kinh nghiệm là gặp phụ nữ đừng bao giờ chê nha em. Chê là thất bại nha, cho dù cái gì nữa cũng không nên chê nữa. Nhìn chị cũng hấp dẫn, cũng xinh nhỉ. Nhớ nha. Dạ. Trời ơi, kinh nghiệm anh bao nhiêu năm rồi, không bao giờ anh dám chê phụ nữ, chê ta dập ta nát thấy chưa. Anh đại diện em qua bên kia đi. Tính qua con sao nha, dập lại cho em coi. Dạ, anh dập lại. Dạ, em dạ. Trời ơi. Dạ. Dễ thương dữ ta. Dễ thương y như mẹ em vậy đó. Thấy chưa, thấy anh Linh lên chưa, ta khen cả hai người phụ nữ luôn, phải như ông đâu nha ông. Thấy chưa, kêu anh Linh qua chặt chém rồi, anh Linh qua bảnh khen không à. Sao chặt chém phụ nữ được,
Anh thấy dễ thương lắm rồi đó. Dạ. Nhưng quan trọng do em thuyết phục thôi nha. Kéo màn lên. Thôi khỏi coi đi. Coi thất vọng lắm, đừng coi. Trời ơi, chưa gì. Từ từ bình tĩnh. Đôi khi trong cuộc sống cũng có lỗi lầm chứ bộ. Bỏ cái lỗi đi nha. Dạ bỏ. Quay qua đây xin lỗi tôi trước đi, tôi cho coi mặt. Trời ơi, em xin lỗi chị. Khó lắm. 2 phút bắt đầu. Chào em. Dạ em chào anh. Đỡ đi. Dạ. Tặng đi. Tặng em. Em cảm ơn. Anh có chơi thể thao không ạ? Có em. Anh yêu nhất là bóng đá. Dạ. Trời đi ốm vậy đó. Còn em thích chơi thể thao không? Em không biết chơi thể thao nhưng mà em thích con trai biết chơi thể thao. Em nhìn anh có thể thao không? Dạ không. Xấu mà xấu duyên. Nhưng mà mắt anh lại giống mắt em quá rồi. Cười hết giận. Anh có biết nhậu không anh? À, anh có biết. Dạ. Anh có thích nhậu. Con gái biết nhậu không? Có nhưng mà đừng nhậu nhiều hơn anh là được rồi. Dạ. Nhưng mà anh đừng có cấm em ở nhà không cho đi nhậu là được. Không, không cấm. Lâu em tính đi. Dạ. Anh rất là tự do em. Dạ. Hai người mỗi người nói một câu gì đó thật tình cảm nào. Ấn tượng đầu tiên của anh là anh rất là thích em. Dạ. Còn em? Khó nói. Hồi nãy sao nói đó. Dạ, có gì em sẽ nói sau ạ. Dạ. Thôi hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 cái tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ ha. Nếu mà đồng ý hẹn hò thì nhấn nút. 3 2 nghỉ. 1 hết thời gian. Em có bấm mà. Dạ em có bấm mà. Thử lòng các bạn rồi đấy. Hai người đều quay đó. Ủa em có bấm mà. Bên kia nói ủa em cũng có bấm mà. Ủa sao tôi chê quá trời luôn mà bạn vẫn chọn muốn bấm vậy? Dạ. Em thấy anh ấy cũng dễ thương. Dạ. Đúng không? Nói vậy thôi dễ thương. Nắm nha tay nhau cái coi gì mà cái hai tay cứ bóp 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 hoài vậy. Dạ. Nắm đi. Dạ. Được không? Sao tay mềm quá. Cảm giác thế nào? Run anh ạ. Run hả? Run là được rồi ha. Có cảm giác run được rồi. Chúc mừng hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Chơi cái thằng xấu bùm bùm của em mà. Dạ có nhiều lắm. Tới rồi cứ bỏ chạy chỗ khác. Chứ biết làm sao giờ. Tới giờ đó là vậy đó hả? Không, nó hay cứ xế chiều á, nó dồn là buổi chiều. Dạ em xin tự giới thiệu, em Phan Văn Phú, sinh 1985. Em ở Biên Hòa, Đồng Nai. Phú làm công việc gì Phú? Dạ em thì hiện tại là em lái xe. Dạ em lái tùm lum hết, xe nào em cũng lái được. Gì? Dạ em giấu ơ. Thôi thôi giấu nó dữ rồi. Em giới thiệu đi cưng. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên Hiếu, em làm bên bất động sản, cũng làm chuyên về sale từ hồi đó tới giờ, kinh cũng 10 năm rồi. Dạ. Cái gì Hiếu vậy? Minh Hiếu. Minh Hiếu? Trời ơi cái tên đờn ông dữ vậy trời. Tại vì mẹ em là thích con trai. À rồi vậy là Hiếu năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay là 37. Bên đây nhiêu? Tuổi chồng thì 36. Lớn hơn tuổi, nhầm nhò gì. Nhưng mà dạ. Mặt Hiếu trẻ măng à. Công việc bất động sản chắc cũng lanh lắm á. Dạ. À, còn Phú, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Trong công việc thì đặc biệt em học nhanh lắm. Dạ. Có thể học công việc, có thể học ngoại ngữ nữa. Dạ. Em nghe sơ, ví dụ như em đi làm á, em nghe mấy bạn Campuchia mà nói là mấy tháng em nói được. Mà nói luôn. Ờ, dạ. Của mình nha, có khiếu. Dạ, khuyết điểm của em thì hút thuốc. Hút nhiều không? Dạ, cũng ngàn gói. Ngàn gói hay là nhiều trời, rồi đó. Ngàn dạ. Gói lận hả trời. Còn gì nữa không? Thì ăn không biết sao nữa mà tối chiều đến là cái nó cứ bùm bùm nha. Bụng bụng gì? Dạ đeo đánh giấm. Dạ nhưng không biết sao nữa, nhưng mà về nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ chửi hoài, nhưng mà biết sao em đâu biết làm gì nó thay đổi được đâu. Con cái thằng đánh giấm. Dạ. Bụng bụng hoài mỗi buổi chiều thật quá thật luôn á. Điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì? Dạ em làm điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ, vui tính, thích du lịch đi chơi vậy đó. Ừ, còn điểm yếu là
nhiều khi cũng hay quên, nói nhiều quá nhiều khi quên. Nói nhiều quá rồi nhiều khi quên. Dạ đúng rồi, em nói nhiều nhiều khi quên. Ờ, còn Hiếu có mấy mối tình rồi? 2 mối tình. Mối tình thứ nhì này á là chia tay bao lâu rồi? Năm 2018 á chị. Ừ, mà quen lâu không? Cũng quen 1 năm á chị. Lý do sao chia tay? Cũng như là người ta ở nước ngoài á. Rồi mình kiểu như cái thời gian mình gặp ít quá, đi qua đi lại rồi mất thời gian á, cho nên cảm thấy không có tới đâu, thôi đi về luôn, em đi về đây luôn. Là một thời gian em ở bên nước ngoài? Dạ, ở bên bên Singapore. Rồi xong rồi em cũng thấy không có đến đâu rồi. Đúng em rồi. Đi về Việt Nam luôn. Đúng rồi chị. Với lại người ta cũng không có gì mà tiến triển cho mình, để mình có một cái gì để... một vững chắc, đúng không? Mà người ta là người Sing hay người Việt? Người nước ngoài luôn à? À, người Sing. Bên nhà gái đã từng đi Singapore, ở bên Singapore. Nhà trai có đi nước ngoài, ở nước ngoài không? Dạ em ở bên Campuchia. Có, Campuchia luôn. Ở lâu không? Dạ em ở 2 năm. Bên nhà gái ở Singapore, bên đây cũng ở Campuchia chứ bộ. Rồi bển được mấy mối tình, bên đây người ta 2 mối tình đó. Dạ chắc cũng nhiều chơi, 5 mà chứ. 5 mối tình luôn. Dạ. Mối dài nhất là bao mấy năm? Dạ 8 năm. Ít nhất là mấy năm? Dạ năm mấy. Dạ 5 rưỡi. 5 rưỡi mà năm, coi như 5 mối tình là hơn 10 năm rồi đó, yêu nhau đúng không? 10 mấy chứ hơn gì? Người yêu thứ nhất là mấy năm? Dạ 5 rưỡi, 2 năm. Người yêu thứ hai? Người yêu thứ hai được 2 năm, 3 năm vậy. Trời ơi. Người yêu thứ ba? Dạ 8 năm. Trời ơi, người yêu thứ tư? 5 rưỡi. Người yêu thứ năm? Dạ 2 năm rưỡi. Người yêu thứ nhất tên gì? Dạ tên Hạnh. Người yêu thứ hai? Dạ tên Tuyết. Người yêu thứ ba? Dạ tên Văn. Người yêu thứ tư? Dạ tên Hiểu. Người yêu thứ năm? Dạ tên Lợi. Trời ơi, nhớ rừng tí rồi. Sao mà nhớ tên hết hay vậy? Tại vì em yêu thiệt. Em yêu thiệt. Dạ. Ừ, cũng không may mắn lắm. Không may mắn á? Dạ. Hay bị cái tật xấu kia? Dạ không có nhiều lý do lắm. Thì bạn bạn đầu tiên á, ở gần nhà á. Rồi cứ đồng tuổi nhau, rồi gặp hai bà già cứ cãi lộn nhau hoài rồi. Rồi cái cấm. Có khi nào bạn nào chê cái tật xấu bùm của em mà? Dạ có nhiều lắm. Tớ rồi cứ bỏ chạy chỗ khác, chứ biết làm sao giờ. Cứ tới giờ đó là vậy đó hả? Không, nó hay cứ xế chiều á, nó dồn là buổi chiều. Dạ, có bữa ít bữa nhiều, tùy vào bữa nạp. Ví dụ buổi sáng nạp khoai lang với lại đậu phộng nhiều thì cái buổi tối nó nhiều. Mà em thường xuyên ăn khoai lang với đậu phộng buổi sáng đó. Bây giờ dạ. Là đúng giờ luôn nè, đúng không? Dạ. Nhưng mà hôm nay là có việc đó xảy ra hay không? Dạ, có trong kia rồi. Trong phòng chờ lâu rồi. Dạ. Thôi gặp nhà gái nhớ im lặng nha. Dạ. Thật thà dễ sợ luôn hả? Dạ. Vậy là em biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi hả cưng? 18, 19 tuổi. Đúng rồi, 18, 19, năm nay 35 tuổi. Dạ, cả thanh xuân em để yêu, yêu quyết giờ ở không luôn. Giờ cố gắng sao mà cua được cái cô bên đây á. Dạ. Là cô Hiếu ra là dừng lại luôn nha. Dạ em thèm một gia đình nhỏ lắm. Ừ đó nha. Dạ. Cố gắng nha. Để coi nhà gái coi, 2 mối tình hả? Rồi chào em gái. Dạ chào anh. À, em mong muốn một cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Giống như là Đan Nguyên á. Hả? Đan Nguyên. Đan Nguyên ha. Em thích cái mẫu người giống vậy. Mẫu giống người em. Gì? Dạ. Rồi em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc với lại không có lo công việc á. Hút thuốc đây thì hút gói đó, bỏ được không? Dạ được, có bạn gái động lực là em sẽ bỏ được. Có động lực bỏ được ha. Dạ, tự dù... cúng thui thủi mình khó. Dù kia bỏ được không? Dạ em đâu có cố ý làm đâu, em bỏ. Những cái bụng em nó làm á. Dù kia tao. Em đi với ai? Dạ em đi với em họ em. Dạ em chào anh chị MC. Dạ em thấy chị rất là xinh. Dạ, nhìn rất là hợp tướng với lại anh hai của em. Dạ, mong anh chị cũng đến được với nhau ạ. Ăn to nói lớn lên chị coi, đừng nói là chưa có người yêu nha. Dạ không, em hôm nay em đi cái vợ. Vậy sao mà nhỏ dạ. Nhỏ nhẹ quá vậy cưng, giống như trai mới lớn vậy trời. Dạ, em mới lớn thiệt mà. Mở rào đi, mở rào. Bắt đầu đi em. Ừ.
cho bạn. Dạ, em chào. Có món quà tặng bạn. Dạ chào, cảm ơn. Dạ em có quà tặng cho anh. Cảm ơn em nhiều. Rồi đó. Rồi đó. Cảm nhận sao nè, em gái gặp em trai thấy sao? Dạ em thấy thì cũng ok. Cũng vui cũng tính. Cảm ơn em. Dạ. Anh có hỏi em là quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Em thì thích mỗi người lo cho gia đình, với lại có một chút xíu gọi là vui á, có tính xíu hài hước chút xíu, thông minh chút xíu. À dạ. Hài hước hả? Rồi hài hước thì anh nghĩ chắc cũng có, từ từ em biết. Lo cho gia đình thì anh nghĩ bây giờ á, ngoài công việc ra chỉ có niềm vui ở nhà là vui, không đi đâu hết, không bạn bè, không có cà phê, không có nhậu nhẹt gì hết á. Hạnh phúc nhất là được ở nhà với ai? Với gia đình. Với... hiện tại bây giờ chỉ với mẹ thôi. Ở trong tương lai là chỉ ở nhà với, nếu mà có vợ thì ở nhà với vợ với mẹ thôi. Còn em ở đâu à? Em bên quận 10 anh. À em ở 10. Dạ. Là người thành phố luôn. Đúng rồi, em người thành phố. Tính anh á, anh chung thủy lắm. Khi yêu á, không có một người bạn gái bình thường, không có tới một người luôn. Tại vì anh gạt bỏ hết, nhắn tin cái bạn thăng là bạn em của bạn là không có bạn nào hết. Chứ là mình rất là chung thủy, bởi vì mình muốn cái người bạn đời sau này của mình á, đặc biệt là rất là chung thủy. Đặc biệt một điều nữa là mình không có nói dối. Dạ. Mình rất là xem trọng, mình không bao giờ nói dối, dù chuyện xấu hay là chuyện tốt gì, sai hay là đúng gì mình cũng không nói dối. Đó, mình rất là xem trọng lời nói. Anh là hồi đó anh học cái gì ra? Thì nào bây giờ có nghề tài xế đó, nhưng mà làm rất là đa dạng. Tài là xế, không có học cái gì ra hết trơn rồi. Đúng rồi. Không có học cái ngành gì hết, chỉ có lái xe thôi. Chỉ có lái xe, đam mê từ nhỏ luôn. Em nghĩ là lái xe thì cũng đi suốt rồi, không có thời gian nhiều. Cho tính chánh lại là hiện tại công việc bây giờ mình rất là thích, mình đi hành chánh. Ồ, đi hành chánh. Mình nghỉ thứ bảy chủ nhật, sáng đi chiều về. Công ty bây giờ là không có cho tăng ca, mà có cho tăng ca đi nữa cũng sáng đi làm xong cái mình về à. Mình không có đi qua đêm ở ngoài đường. Hồi đó anh học lớp mấy nghỉ à? À, mình thì đó tự vì có mẹ, ba thì cũng đi sớm lúc mình còn trong bụng mẹ, mẹ cũng khó khăn á. Nên mình học hết 8 trên 12 rồi mình nghỉ. 8 trên 12. Rồi mình học lái xe, mình yêu nghề tới giờ luôn. Anh lấy vợ là sẽ ở dùng với mẹ anh? À, đúng rồi. Tại vì với anh là vấn đề hiếu đạo là trên hết. Thì cha mẹ giờ cũng không có làm dâu lớn đó bao nhiêu hết. À. Như vậy là làm dâu đó, em thấy làm dâu được không? Em hồi đó nó giờ mẹ chưa thì... có bao giờ làm dâu. Trời ơi, mẹ cực kỳ dễ luôn. Mẹ dễ lắm. Mẹ dễ ơi là dễ luôn. Tóm lại là mình cũng không có nhu cầu. Ví dụ như em biết nấu ăn hay là biết làm việc nhà. Ví dụ như em không biết nấu ăn, ở ngoài người ta biết nấu ăn. Còn việc nhà thì nó cũng đơn giản lắm. Anh biết nấu ăn không? À anh biết. Thì em nấu ăn dở lắm, đi ăn ngoài không à. Dạ, không sao đâu, mà em không nấu ăn được, ra nhờ người ta nấu. À, không quan trọng vấn đề mà phải công dung ngôn hạnh đồ. Anh quan trọng đặc biệt là thứ nhất là chung thủy, thứ hai là không nói dối, thứ ba là biết trên dưới hiếu đạo. Anh gái yêu cầu bên có. Anh trai gì không? Nói đi. Em không biết yêu cầu gì hết đi. Còn em nghĩ là chắc mà ngại cái vấn đề thuốc lá thì em không... chắc chắn là anh sẽ giảm được và bỏ luôn. Từ anh đang có kế hoạch, mẹ la em hoài. Em không thích hút thuốc, nhưng mà anh ở Biên Hòa lần em ở thành phố luôn. Dạ, anh đi lên đi về. Đi lên đi xuống. Anh đi lên đi xuống hoài á. Anh có ngại không? À, anh không ngại. Công việc của anh là tài xế mà để làm cái gì anh? À, đi giao thép công nghệ á. À, chỉ đi giao hàng. À. Sao anh không có kế hoạch cho tương lai hay là gì á? Ồ, kế hoạch tương lai hả? Khi nào mà ví dụ như điều kiện nó thoải mái tí xíu, rồi mình mua bán kinh doanh, hoài lái xe ra cái đầu nó trống lỏng, cũng chưa có ai góp ý hay là làm cái gì á. Cái ngành lái xe này được mấy năm anh? 17 năm, chưa tính thời gian. 17 năm rồi mà anh không có kế hoạch tương lai gì hết à? Tại vì nói thiệt ra thì mình cũng yêu rồi, mình một khi mình yêu thì mình say đắm lắm rồi, mình nói tóm là mình chăm lo lắm, nó có thời gian nhiều mình mới có thể chia sẻ được. Lúc trước mới quen thì có mấy bạn đồ,
mới học rồi mình cũng chăm lo. Nói tóm lại là mình yêu mà mình chăm sóc hết cái phòng trọ, không thiếu một cái thứ gì đó. Thì trong tương lai thì nếu mà có cơ hội thì không biết vấn đề mà làm dâu á, bạn em mình Hiếu thấy sao? Em thì em thích ở riêng chứ không thích ở chung với gia đình. À, em thích ở riêng mẹ già mà. Có một mình mẹ già, mẹ đơn giản lắm, mẹ dễ lắm. Thì cái đó thì không có quan trọng đâu. Thì có thể nếu mà cho nhau cơ hội mình có thể bàn bạc sao tính. Em thích ở riêng. Nhưng mà có một mình mẹ già của bạn đó, hồi đó giờ em ở riêng không ạ? Em thì em thuê nhà em ở riêng, còn ba mẹ em thì ở chung với chị em. Em có thể về Đồng Nai làm? Em không có về Đồng Nai, tại vì em ở thành phố quen rồi, từ nhỏ tới lớn luôn. Chưa có ở mấy cái chỗ nào xa. Vậy chắc tại bạn em Minh Hiếu chưa biết ở Đồng Nai với Biên Hòa mà ở ngay trung tâm thành phố nó không khác gì hết. Nó y hệt vậy á. Đúng rồi. Yeah. Bây giờ có thể bạn trai tới nắm tay bạn gái hát một bài nào đó tặng bạn gái. Dạ, yeah. Nói giỡn chứ. Em hát được. Thôi thì đến đây cũng cái duyên thôi, mình để hát một câu chiều buồn nghe vọng Kim Lan. Ôi tuổi xuân mộng mơ, vẫn dương tháng năm mong chờ. Hứa duyên trao lời ngày em về lứa đôi thành hôn. Tiếng đưa chiến sao tâm hồn buồn dạt dào nhớ thương chào dân. Tân 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 tân. Anh chờ mắm châu hoa hồng đưa tới pháo hoa rũ nồng. Mừng cô dâu trẻ du quỳ. Bum 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 bum. Dạ em xin hết. Bạn này dễ thương, có duyên lắm á. Tại tao nút bấm đó các bạn. Khi bấm nút thì phải có trách nhiệm với nút bấm. Không phải nút bấm nút là mình bấm chơi cho vui đâu nha. Sau 3 tiếng đếm mình sẽ quyết định. 1 2 và 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Dạ. Nắm tay nhau đi. Hú hồn không? Hú hồn không? Dạ. Hồi hộp quá đúng không? Dạ, hồi hộp quá. Trời ơi, thấy cái tim đỏ cái là chị còn mừng biết giùm em á. Sao mà Hoàng Minh Hiếu cứ gừng gừng. Tại em thấy anh cũng vui. Dạ. Thấy cũng vui anh đó. Không, anh hứa nếu mà về nhà anh cho em vui hoài luôn. Tối vui lắm. Má chửi anh hoài à. Thôi. Nắm tay đi. Bạn trai này vui đó. Dễ thương. Dạ. Khi mà mình nhấn nút rồi thì mình sẽ đặt cái nụ hôn lên má. Yên tâm dạ. Đi. Đó, được. Nụ hôn tâm giao thôi mà. Rồi. Tâm giao. À, chung để làm dâu hả? Nếu mà vợ không thích làm dâu thì không? Không biết về hỏi ý kiến ba má sao? Ví dụ ba má không chịu. À, thì năn nỉ. Không chịu luôn. Thì hỏi vợ năn nỉ vợ. Vợ không chịu dứt khoát phải đi luôn. Này biết sao giờ chắn giữa hai ngã đường. Dạ anh Quỳnh Linh chào mọi người và chào bạn trai. À, bạn tự giới thiệu về mình, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Nhật Linh, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang là cộng tác viên nghiên cứu ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Mình nghiên cứu về gì bạn? Dạ, em là làm bên hóa chị. Dạ. Mời bạn nam của mình đi. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, chào anh Nguyễn Linh ạ. Bạn tên là gì? À, em tên Bình ạ. Em là 26 tuổi ạ. Em về danh là Bình Khờ. Bình Khờ hả? Bạn làm nghề gì? Dạ, thanh tra quận ạ. Thanh tra hả? Căng hả nha? Dạ. Bình Khờ làm thanh tra, mày căng hả? Khờ sao thanh tra? Biệt danh vậy thôi. Chứ thanh tra là quyết liệt lắm á. Đúng rồi. Đúng không bạn? Đúng. Tại sao Linh nghĩ là chưa có bạn trai? À, trước đây em từng quen hai người rồi, cũng chia tay đã lâu rồi. Từ đó tới nay thì kiểu càng ế thì lại càng sợ gặp phải người không tử tế. Cho nên em... càng khép kín mình. Dạ. Còn cái mặt hạn chế của mình? Nhược điểm của em là... em thích sợ tí ba đó. Cái gì? Em thích sợ tí ba. Các bạn nghe gì không? Nói lớn lớn xíu rồi bạn. Dạ, em thích sợ tí ba. Em thích sợ tí ba. Sợ thích lạ lùng vậy.
Dễ thương mà chị. Bây giờ vẫn còn cái sở thích đó. Dạ. Ba bạn có nói gì không? Dạ không, nói chung là ba cũng đi quảng bá em dữ lắm rồi cái sở thích này của em. Không mà dễ thương mà. Dễ thương dạ. Quá ha. Ba là cũng muốn hối thúc bạn lấy chồng rồi đúng không? Dạ. Ờ, chắc ba bạn hết thích cái sở thích của bạn rồi, mới chuyển cho người khác đó. Bạn trai có trải qua mối tình nào chưa? Em có trải qua mối tình mà cũng không phải mối tình, giống như là em thích một người con gái, nhưng mà đến lúc mà em muốn thổ lộ người đó thì người đó là chuẩn bị về quê nên chưa kịp thổ lộ. Giờ thôi. Dạ. Chỉ có một mối tình nữa thôi. Dạ, chỉ một mối tình thôi. Hôn cái hôn đầu tiên chưa? Chưa nữa anh ơi, nắm tay còn chưa nữa. Ủa sao vậy? Tại em nhút quá em không dám nắm tay. Không dám luôn hả? Không dám. Sợ bạn gái hả? Dạ sợ gái. Sợ. Rồi sau này đến đây chị? Thì đến đây đã tìm người yêu mà. Thì sao nói sợ mà tìm? Thì sợ nhưng mà tìm hoài không thấy. Sợ mà thích. Rồi tìm người yêu tiêu chí thế nào? Hợp tính nè, năng động, hoạt bát, vui vẻ, tóc tơ tém, người cân đối, hiền. Giống ai không? Tóc thì cắt tường, mà như tóc dài quá à. Giống cắt tường hả? Dạ. Vậy tôi mới nghe gì dài quá. Tóc dài quá chị ơi. Dài quá không thích, thích tóc tém. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Khi yêu nhau thì hai người phải biết chia sẻ với nhau và mọi thứ. Em không thích mỗi người mà khi mà bị áp lực ngoài cuộc sống hay gì đó và làm cho mối quan hệ của hai đứa nó căng thẳng. Dạ, kiểu như giận cá chém thớt, em không thích như vậy. Mẫu người lý tưởng của bạn? Em thích người đàn ông tinh tế, mạnh mẽ, có ý chí, nhìn chuẩn men. Cái điểm nào bạn không thích? Em không thích đàn ông bụng bự. Bụng bự? Hói. Hói. Nặng mùi. Nặng mùi. Còn gì nữa không? Em thấy có nhiều người lông tay lông chân nhiều á chị, em anh sợ. Anh dễ thương mà. Em sợ mấy người đó lắm. Anh làm gì anh sợ? Đó. Còn chào chị. Tại lại đứng gần gần đây. Không có rồi chị. Được rồi. Tay chân coi. Đây. Được. Không có lông. Không có bụng bự. Được. Có mà chè hết rồi. Không có nặng mùi. Được. Hỏi. Không có hói. Hơi. Kệ. Nắp ứng đủ rồi. Cũng được. Mặt ngủ ngộ sao ta? Bình khờ quá. Bình khờ. Mặt khờ. Khờ lắm. Nói chung là cũng được, những cái tiêu chí em đưa ra là được hết. Đúng xác luôn, không có mùi. Nhiều khi xài nước hoa xịn đó chị. Không có. Mùi thiên nhiên. Nếu bây giờ mà hai người đồng ý nhau thì bạn có nghĩ đến chuyện kết hôn không? Dạ có. Rồi lấy vợ về ở chung ba mẹ luôn. Dạ ở chung để làm dâu hả? Nếu mà vợ không thích làm dâu thì không? Không biết về hỏi ý kiến ba má sao. Ví dụ ba má không chịu thì năn nỉ. Không chịu luôn thì hỏi vợ, năn nỉ vợ. Vợ không chịu dứt khoát phải đi luôn. Thì biết sao giờ đứng giữa hai ngã đường. Vì chọn bên nào đi theo vợ hay ở nhà với mẹ? Chắc theo vợ quá. Theo vợ. Dứt khoát rồi đó nha. Có chịu về làm dâu không? Dạ theo em thì tại vì em không có, em chào anh. Chào em. Dạ, em không đặt nặng cái quan điểm mà về lấy chồng và làm dâu. Mình thương người ta thì người ta sẽ thương mình, nhưng mà mình biết nghĩ cho mẹ chồng thì mẹ chồng cũng biết thương mình thôi. Em không đặt nặng vấn đề đó. Không sao. Dạ. Anh bên này anh nói theo vợ. Dạ cái đó em càng khoái hơn. Anh này anh bình khờ, anh khờ dễ thương đó. Thì nhìn thấy quà đó, em cũng giống vậy mà khờ hơn thấy quà. Đi đóng phim chắc khờ lắm rồi. Hôm nay bạn đi một mình hay có đi có ai theo không? Em đi với hai người bạn của em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào Huỳnh Linh. Anh thấy anh bên đó, anh bình khờ bên bển bển sao? Em thấy anh cũng khờ thiệt. Chưa chắc đâu à. Thôi em ý mới là ở phía bể ngoài thôi, còn phía trong em nghĩ chắc không khờ đâu. Em thấy ảnh cũng tạm. Riêng bản thân bạn là thấy cũng được phải không? Dạ thấy cũng tạm tạm. Rồi cảm ơn bạn. Vậy bây giờ mình cho mở màn coi mặt lên Linh. Chưa, để coi bạn Bình có đi với ai không? Mình có đồng nghiệp hay theo ạ. Chào anh Nguyên Linh, chào chị. Thì theo em thì em thấy bạn gái bên đây rất là dễ thương. Nhìn bạn cười rất là có duyên. Đó, bạn Bình ở thân quan có khờ không? Nói chung là cũng tùy cái. Cái nào mà ráng cần mà khờ là ảnh khờ dữ lắm. Vậy là anh khôn chứ khờ gì. Đó là khờ khôn á. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kéo màn lên nha. Để coi hai bạn. Trước khi kéo màn thì tôi hỏi Bình câu. Chứ trong lúc mà vợ mình buồn á, mình làm gì cho vợ mình vui? Nấu ăn cho vợ. Nấu ăn cho vợ.
Dạ. Rồi gì nữa? Xoa bóp cho vợ. Xoa bóp nữa hả? Mà làm gì nữa? Dạ, vợ buồn nữa hả? Ừ. Vậy thì mua quà. Mua quà. Nếu vợ giận nữa? Giận nữa thôi chứ sao vậy? Cái ta khờ, với ta quá linh. Kéo màn lên. 2 phút để gặp nhau, trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Xin chào anh. Chào bạn. Lần đầu tiên gặp mặt thì mình xin tặng lại cô bông hoa. Em cảm ơn. Em muốn biết là anh là người có hay ghen không? Có hay quản lý kiểm soát người yêu không? Không, mình không có hay quản lý. Thì tin tưởng nhau là trên hết. Anh tự nhận thấy anh có phải là người nóng tính không? Mình không hay người nóng tính. Cảm nhận mình thế nào? Em thấy ảnh cũng dễ thương, nhìn cũng không đến nỗi khờ. Khờ quá bị vợ ăn hiếp thì sao? Chịu sai giờ vợ ăn hiếp chứ người ngoài đâu ăn hiếp được chị. Nhìn em đâu giống người hay hiếp người khác đâu chị. Vợ đánh mình rồi sao vậy? Vợ đánh là thương mà anh. Thiệt á hả anh? Đánh là thương hả? Em thích cái này đó. Khờ vụ làm bộ nói vậy mốt vậy nó quýnh lại, nó quýnh là thương á. Chị làm em sợ lát sao em dám đánh nút. Ví dụ bạn ấy giờ chủ động rủ bạn đi khách sạn sao? Dạ thôi em không đi. Thiệt không? Xong đi lý thiệt do luôn hả? Chừng kết hôn mới đi. Vậy hả? Dạ. Quyết định giữ trinh tiết hả? Dạ. Hồi đó giờ có ai rủ bạn chưa? Chưa anh ơi. Có rủ ai không? Rất tiếc chưa anh ơi. Rất tiếc. Mày khờ thiệt không ta? Ủa vậy bạn còn trinh nữa hả? Dạ dạ. Ủa kết hôn về nhà chứ kết hôn đi khách sạn làm chi? Đúng không? Đi tuần trăng mật. À đi tuần trăng mật. Biết đi tuần trăng mật có biết làm gì không? Chị hỏi anh có biết không kìa. Để hỏi nè đó. Bạn hỏi biết không kìa. Biết. Biết thiệt không? Dạ thiệt. Biết làm gì? Biết bắt chế trên phim. Sai rồi. Vậy là anh có coi phim luôn á hả? Không biết nói gì luôn. Hai người nói tiếp đi. Mỗi người một câu cuối cùng nói về cảm xúc. Mời bạn Bình Khờ nói trước. Ngắn gọn. Nhìn bạn rất dễ thương. Mình rất thích bạn. Em cảm ơn. Rồi. Hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hay không đồng ý. 1 2 Khoan. Bạn tin rằng bạn nữ có bấm không? Có. Sao biết? Con tim ấy. Con tim nói hả? Tim nói trời dữ. Tim nó đập ghê đúng không anh? Tim ai đập? Tim trên TV. Ba. Hết thời gian. Tài cảm giác sao? Nắm tay đi. Cứ nắm tay tay coi sao, nắm vô tay coi sao. Đó, nắm chặt vô. Sao Bình, thấy sao Bình? Hay là chưa giờ nắm, chưa nắm tay thôi. Có giờ cái tay nó làm sao? Tay run quá à. Cảm giác bạn gái sao? Hả? Đẹp à? Gây. Thôi từ thôi anh. Thôi anh. Thôi không đi. Không. Không phải mình tên gái hùng à. Gái hùng cho không? Hả? Dạ. Trời ơi, gái hùng to. Cứ hùng hùng hùng. Đây. Đẹp nhất trong thời cô gái nào đó đấy. Nhưng mà với những người xinh đẹp như em mà nói không có người theo thì anh thật sự anh không tin chút xíu nào chứ. Không lẽ trong phòng em, trong cái công ty của em, rồi xung quanh mấy cái quán cà phê, quán phở chứ không có anh nào nhìn em hay sao? Em thấy là quen biết nhau cũng là do duyên số, có nợ nhau nữa hay không? Chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi em, vấn đề là em từ chối thôi. Dạ cũng có một số nhưng mà em thì em không... Em cảm thấy là người ta không có yêu mình thật lòng hoặc là người ta là như thế này thế kia mà mình không thích á thì em sẽ... Em nghi ngờ ngay từ lúc đầu luôn hả? Dạ không, tiếp xúc 1-2 lần thôi. 1-2 lần sao hiểu mà nghi ngờ là cho người ta ghe luôn hả? Là em về em xóa số liền à. Cô bé này tức là tin vào cảm giác của mình rất nhiều á. Tức là cảm thấy không an toàn là, Là đóng lại luôn. Đóng lại luôn. Sẵn sàng đóng cửa lòng lại với bất kỳ ai. Dạ nhiều khi em cũng thích một số người nhưng mà em thấy người ta không thích mình hoặc là người ta như thế này thế kia thì em cũng xa số luôn. Trời ơi. Như thế là không để cho mình một cơ hội nào cả. Không cho đối phương một cơ hội nào cả. Biết đâu lúc đầu người ta e ngại người ta thích nhưng mà người ta giả bộ người ta không thích.
chưa chắc bên nào hơn bên nào cho bà mối. Phải không? Bên tôi cũng hot girl lắm mà. Ý quên, hot boy lắm mà. Trời ơi. Rồi, chào đàn trai đàn gái. Bây giờ mời em gái giới thiệu về mình đi. Mời em. Dạ, em tên là Đặng Thị Lê Thủy. Năm nay em 25 tuổi. Thủy, dạ. Dạ, Thủy 25 tuổi. Dạ. Hiện tại em làm công việc gì hả Thủy? Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh về thời trang. Là bán đầm thiết kế. À, vậy cái đầm hiện tại em đang mặc là phải em thiết kế không? Dạ đúng rồi chị. Là của em thiết kế? Dạ. Chính xác là của em thiết kế. Dạ. Bởi vì chị đã từng mặc cái đầm này một lần đúng không? Chị mặc bên shop của em á. À. Trời ơi Nam Thư. Thế thưa quý vị khán giả, em bị cái váy mà em la dữ vậy Thư. À không phải. Em định xin cái váy bên đó hả? Nếu ai đã là fan của bạn Muốn Hẹn Hò, theo dõi bạn Muốn Hẹn Hò thì sẽ nhớ được Thư đã từng mặc chiếc đầm này ở trong bạn Muốn Hẹn Hò. Thư ngồi chiếc ghế này. Và hôm nay một điều hết sức là thú vị nữa, cô chủ của chiếc đầm đó lại mặc chiếc đầm đó và ngồi ở chiếc ghế hẹn hò. Hết sức là trùng hợp và thú vị. Rất là cảm ơn em là một gái hết sức là xinh đẹp. Nhìn hai chị em ta hôm nay như là công chúa vậy đó. Trời ơi. Chết rồi. Bên nhà trai mình là chết quá. Rồi Thủy 25 tuổi làm thiết kế chứ gì. Quê đâu Thủy? Dạ quê em ở Đắk Nông ạ. À. Đắk Nông hả? Dạ. Đắk Nông con nhớ không bát ngát đêm về đúng không? Anh Đắk Nông rất là nhiều ấn tượng về những cô gái Đắk Nông rất là mộc mạc, chân chất mà dễ thương. Còn bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu đàn trai. Mời em. Hello. Trước tiên thì Phú Hiếu xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán giả ngồi ở đây cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào bạn gái bên kia. Chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phú Hiếu, em sinh ra lớn lên tại Lâm Đồng và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm gì Hiếu? Dạ hiện tại em đang kinh doanh thương mại điện tử. Mạng điện tử ha. Em có cái quần đẹp quá. Cái quần này em thiết kế hay gì Hiếu? Dạ không ạ, quần này là em nhận về và mặc thôi chứ còn em hay chưa quá. Từng được thiết kế. Vì là anh phát hiện ra cái quần em nhận ở chỗ nào đó thì cũng giống như anh nhận cái quần ở chỗ đó. Điều có điều chưa cắt không? Cái quần bên mình cũng chưa chắc gì thua cái váy bên kia. Đừng lo ha. Em có một phong cách rất là lạ, giống một cái người rất là nổi tiếng. Có ai nói với em điều đó hay không? Dạ, em nghĩ là chắc rất là nhiều người nói với em điều đó nhưng mà em lại vô tình chưa nhận ra. Chưa nhận ra đúng không? À một chút để coi đàn gái bất ngờ coi giống ai nha. Em ở quận mấy Hiếu? Dạ hiện tại em đang ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Quận nhà quê em ở đâu? Dạ quê em ở Di Linh, Lâm Đồng. Di Linh, Lâm Đồng, tại Di Linh luôn đúng không? Vâng. Rồi. Mời đàn gái. Mời em. Dạ. Em hiện tại là em ở đâu bé Thủy? Dạ hiện tại thì em đang ở quận 3 Hồ Chí Minh. Quận 3. Dạ. Là kinh doanh và ở tại quận 3 luôn. Dạ đúng rồi chị. Rồi bây giờ Thủy em nói một ít về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Dạ, ưu điểm của em thì thật thà, thẳng tính. Rồi trong công việc thì lúc nào thì cũng mong muốn mình tiến tới nhiều hơn. Ừ. Dạ. Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em chắc là hơi nhiều. Như là hay quên lắm, hay quên trước, quên sau. Rồi nhiều khi là... Sao nữa? Quên trước, quên sau rồi thiết kế cho người ta nhớ không em? Dạ hay quên lắm anh. Thiết kế quần hồi quên may áo là mệt lắm à. Nhưng mà cái đó là nó lâu rồi hay là mới đây? Dạ em thiết kế làm thiết kế là 1.5 năm rồi ạ. Không, cái chuyện mà quên hay nhớ đó. À quên hay nhớ thì em thấy là từ ngày lên Sài Gòn làm đến bây giờ là có hay tính hay quên. Chứ còn lúc ở dưới quê thì không thấy có tính đó. Đừng đổ thừa tại dạ. Sài Gòn mà em quên nha. Bây giờ là phải kiểm tra sức khỏe nha, em quên nhiều quá cũng không tốt đâu nha. Dạ. Rồi mời Hiếu, điểm mạnh điểm yếu của em là sao? Em nghĩ là điểm mạnh nhất của em là có sự cầu tiến. Cầu tiến. Và em cũng, các bạn thì hay gọi em là những người vui vẻ và hành tinh khác đến. Còn có tật xấu gì không? Em nghĩ là tật xấu của em thì cũng khá là nhiều. Ví dụ? Nhưng mà tật xấu nhất em nghĩ chắc là em là người hay bừa bộn. Bừa bộn. Bừa bộn. Có nghĩa là quần áo của em khá là nhiều cho nên là em mặc nhiều quá em cứ bỏ đó đó. Bây giờ mà hết quần áo thì em mới đi giặt. Cái này cũng bừa bộn thiệt đó. Nhiều khi để cả tháng vô thấy có mùi liền ha. Cho nên là phòng em rất là ít người vô. Cái cụ thể của em, công việc của em là gì? Dạ hiện tại thì em đang kinh doanh thương mại điện tử bên mảng thời trang. Cũng thời trang luôn. Vâng.
Hay nha, nhóm này hay nha. Ý giá trùng hợp ta. Bên kia thiết kế bên đây cũng là, tức là em cũng thiết kế hay là em là? Dạ không ạ, em có nghĩa là em mua hàng về và em bán đi cho các kênh order thương mại điện tử. Rồi khỏe. Bên kia thiết kế bên đây mua, bên đây mua về bán được đưa qua kia thiết kế lại, cái lòng vòng cũng được ha. Đấy hợp lý. Đường tình duyên thế nào hả cô gái bên kia? Thủy, đường tình duyên dạ. Là sao? Về đường tình duyên thì em thấy là có lẽ là hơi lận đận. Lận đận là sao? Dạ. Tại công việc của em thì thực sự thì không có tiếp xúc với nam nhiều. Em thì ở nguyên ngày ở shop rồi tối về nhà chứ không có đi ra ngoài chơi nhiều. Ừ. Rồi có đi chơi thì cũng đi với mấy bạn nhân viên trong shop thôi à. Với lại cái tính mình gặp người con trai lạ mình sợ, mình không có biết nói chuyện, mình cũng không có tiếp xúc với con trai lạ. À, cũng ngại đúng không em? Dạ. Nhìn em thì rất là nhút nhát. Dạ, em nhút nhát lắm. Rồi trước giờ em có trải qua mối tình nào chưa? Có trải qua thời học sinh thôi ạ. À. Chứ còn sau này thì em không quen ai hết. Sau này em không ai quen ai hết. Học giống sinh là yêu tiếp... mấy năm em? Dạ em lúc học sinh thì em quen có một năm mà, nhưng mà gọi là tình yêu đầu đời, tình yêu học sinh thì nhìn nó mắc cười lắm. Mắc cười là sao, em kể cái mắc cười đó nghe chút thôi. Bắt đầu thấy buồn cười. Em cũng không biết kể sao. Tình yêu kiểu trẻ con đúng không? Dạ đúng rồi chị. Nó có chút gì ấn tượng chứ. Còn bây giờ thì em kiểu là muốn nghiêm túc hơn thì em khó hơn. Em khó hơn. Dạ. Tức là em nói là em ngại tiếp xúc với con trai lạ. Dạ. Từ sau khi cái tình yêu học sinh tới bây giờ là mấy năm rồi em chưa có người yêu? Dạ tầm năm, hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm? Dạ. Vậy lý do tại sao em lại đăng ký tham gia chương trình? Nhiều khi thì mình không thích có ai bên cạnh, nhưng mà những cái ngày lễ tình yêu hay là ngày lễ Giáng sinh rồi Tết hay gì đó, mình cảm thấy tủi thân. Một chút tuổi thân. Dạ. Chị chúc cho hôm nay em sẽ thực sự tìm được một nửa yêu thương của mình. Rồi bên đàn gái là một mối tình học sinh, rồi sau đó từ đó tới bây giờ là 5-6 năm rồi không yêu ca ai cả. Rồi còn bên Hiếu đàn trai thì như thế nào nè? Dạ em đã từng có 2 mối tình và cũng đều là những mối tình thời học sinh. Em có một mối tình từ cuối năm lớp 9 và một mối tình từ cuối năm 11. Yêu từ năm lớp 9 rồi. Dễ sợ luôn hả? Hai mối tình đó có sâu đậm gì không? Em nghĩ là hai mối tình đó thì những người con gái mà em quen đều là những người con gái rất là tốt. Rất là tốt. Nhưng mà lý do tại sao chia tay? Em nghĩ là lý do lớn nhất là do khi đó thì còn quá trẻ, còn quá nhỏ nữa, mà hầu như là ai cũng đang đi tìm một sự nghiệp cho riêng mình. Cho nên con đường nó hơi dang dở. Bây giờ em có gọi là chín chắn để đi đến một cái mối tình và quyết định đến hôn nhân chưa? Ngày hôm nay em đến với chương trình thì chắc chắn là em đã để ra một cái tiêu chí cho bản thân là phải nghiêm túc. Chính xác. Anh nghĩ rằng đã ngồi trên đây cái ghế này là phải nghiêm túc. Bởi vì trên ghế này đã có rất nhiều cặp đôi đã sinh con đẻ cái, rất nhiều cặp đôi đã yêu nhau, đang yêu nhau và lấy nhau và chuẩn bị lấy nhau rất là nhiều. Chứ mình thấy chúng ta phải nên nghiêm túc với điều đó. Rồi, như vậy là hai bạn này hình như tình yêu cũng chưa có gì sâu sắc, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tình yêu mới, mà nghĩ rằng tình yêu này nó cũng sẽ là tình yêu cuối cùng nha các bạn nha. Hy vọng như thế. Bên đàn gái, mình muốn tìm một người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Dạ, em muốn người đàn ông đó là biết lo công việc, biết chăm sóc gia đình, rồi người tốt bụng, không có thích đàn ông lăng nhăng nữa. Dạ. Tốt bụng, không có lăng nhăng, đôi khi cũng tốt. Em cũng không thích con trai ăn chơi. Rồi còn gì nữa không em? Dạ em không thích con trai ăn chơi. Ăn chơi có nghĩa là chơi bời quá mà không lo làm á. Tức là ham chơi hơn ham làm. Dạ đúng rồi. Rồi đó là về tính cách. Còn ngoại hình thì em mong muốn một người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì đàn ông thì ngoại hình thì em nghĩ là không có quan trọng về ngoại hình. Nhưng mà đừng có dị tật hay là này kia khó nhìn quá là được. Tức là chỉ cần dễ nhìn thôi đúng không? Dạ. Còn tóc tai hay mọi thứ là em không quan tâm hay sao? Dạ em thấy cũng không quan trọng lắm. Không quan trọng lắm. Dạ. Rồi còn bên Hiếu ơi,
Dạ. Em thích mẫu người con gái như thế nào? Dạ, em thì em cũng chưa hình dung được cái mẫu người con gái này em thích như thế nào nữa. Nhưng mà em nghĩ là một người con gái em thích sẽ là người đẹp nhất trong cuộc đời của em và trong tương lai. Trời ơi, người này khó tìm lắm em. Vậy lúc mà hồi xưa lúc mà có người yêu từ hồi học sinh đó, dạ, lớp 9 với lớp 11 đó, hai cô đó là có nổi bật, có phải là hot girl trong trường không? Dạ thì phần lớn là hai bạn đó thì cũng đều là những người có khả năng là xinh nhất khối. À, yêu gái xinh nhất khối thôi chứ không phải hot girl. Ừ, là cũng hiểu gu của anh này rồi. Yên tâm nha. Bây giờ anh qua bên đàn gái anh sẽ xem cô ấy có phải là mỗi người xinh đẹp nhất trong cuộc đời của em hay không. Em thấy nha, là xinh đẹp nhất trong cái số hôm nay của bạn. Trời, xinh chưa? Không có xinh mà điều rất rất là xinh à, dễ thương lắm. À, đàn trai bên đây cũng là một cái người cũng có thể xinh đẹp nhất trong thời cô gái nào đó đấy. Nhưng mà với những người xinh đẹp như em mà nói không có người theo thì anh thật sự anh không tin chút xíu nào chứ. Không lẽ trong phòng em, trong cơ, trong cái công ty của em, rồi xung quanh mấy cái quán cà phê, quán phở trước không có anh nào nhìn em hay sao? Em thấy là quen biết nhau cũng là do duyên số, có nợ nhau nữa hay không? Chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi em, vấn đề là em từ chối thôi. Dạ cũng có một số, nhưng mà em thì em không... Em cảm thấy là người ta không có yêu mình thật lòng, hoặc là người ta là như thế này thế kia mà mình không thích á, thì em sẽ... Em nghi ngờ ngay từ lúc đầu luôn hả? Dạ không, tiếp xúc một hai lần thôi. Một hai lần sao hiểu mà nghi ngờ là cho ta ghe luôn hả? Là em về em xóa số liền à. Cô bé này tức là tin vào cảm giác của mình rất nhiều á. Tức là sống cảm thấy không cảnh an toàn là... Và đóng, đóng lại luôn. Đóng lại luôn. Sẵn sàng đóng cửa lòng lại với bất kỳ ai. Dạ nhiều khi em cũng thích một số người nhưng mà em thấy người ta không thích mình, hoặc là người ta như thế này cái kia thì em cũng xa số luôn. Trời ơi, như thế là không để cho mình một cơ hội nào cả. Ừ, không cho đối phương một cơ hội nào cả. Biết đâu lúc đầu người ta e ngại, người ta thích nhưng mà người ta giả bộ người ta không thích, rồi cuối cùng em đóng cửa với người ta luôn thì cũng tội nghiệp cho mình và tội nghiệp cho người ta luôn. Anh hỏi thiệt nha. Dạ. Hai cái mối tình mà ngày xưa đó, thời sinh viên đó. Dạ. Có nắm tay chưa? Dạ có nắm tay anh. Có hôn chưa? Nói ai ngại quá. Có chưa? Dạ chưa anh. Chưa hả? Hôn lên má thôi. À, hôn lên má. Tức là cũng cảm nhận được một chút tình yêu. Dạ. Anh chỉ sợ là chưa bao giờ mình có những cái cảm xúc đó. Bây giờ thời thế nó lộn xộn lắm em. Đôi khi con gái thấy vậy chứ không phải là vậy. Con trai thấy vậy cũng phải là vậy. Nên anh cũng hơi lo. Anh hỏi kỹ vậy đó, thông cảm nha. Dạ. À, đàn trai anh cũng là một cái người phải nói cũng rất là ok. Nếu mà mình quen một người mà cũng hot boy quá, em có ghen không? Dạ không, điều đó là em không có ghen. Không ghen luôn hả? Dạ. Người này cũng lạ ta. Vậy giờ hỏi ngược lại nè. Quan trọng là người đàn ông mà không chịu lo làm hoặc là lo ăn chơi này kia thì em mới gọi là em bực thôi. Ừ. Chứ ghen, nói về ghen thì em chắc là không có ghen rồi. Tức là phải yêu là phải tin tưởng nhau, không phải làm việc đúng không? Dạ đúng rồi. Không có lo ăn chơi đúng không? Dạ. Nhưng tao lo làm quá đôi khi tao không quan tâm đến phụ nữ là cũng mệt lắm đó nha. Có những người ham làm quá cứ lao làm mà quên người yêu của mình luôn á. Dạ. Rồi được đó. Đàn gái số 1. Rồi. Rồi. Để qua coi đàn trai sao mà có vẻ như là anh Linh tự hào quá nè. Đàn trai tôi cũng ngon lắm à. Em chị. Ủa? Ủa? Mình có quen nhau không? Dạ em nghĩ là trong quá khứ 27 năm trước có lẽ mình đã quen nhau. Quá khứ mà 27 năm trước hả? Dữ vậy? Ủa sao quen quá vậy nè? Đừng nói học chung trường nha. Không. À, em sinh năm mấy em? Dạ em sinh năm 93. Trời ơi, 93 nhỏ hơn chị nhiều, quen lắm, không biết chị gặp em đâu rồi, quen lắm. Em ơi, anh Linh nói đúng rồi, bên này hot boy, trời ơi, số này là hot boy, hot girl không rồi. Hợp. Về. Hình thức ngoại hình là hợp rồi đó. Hai người này trong vô showbiz được đó. À, cái mẫu hình bạn gái mà em mong muốn là như thế nào? Em thích kiểu người con gái là hiện đại hay là truyền thống hay như thế nào? Em nghĩ là em thích một người con gái mà có thể sống thoải mái với bản thân mình nhất. À. Có nghĩa là người con gái có thể vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Đừng quá gò bó bản thân mình trong một cái khuôn khổ nào đó. Em chỉ thích đơn giản như vậy thôi.
Đơn giản như vậy thôi. Tại sao nhìn hot boy như em mà tới thời điểm này không có bạn gái mà phải xuất hiện ở bàn muốn hẹn hò? Nó hơi bị vô lý. Thật ra thì nếu như mà gọi là mình bị ế thì chắc chắn là mình không bị ế. Nhưng mà trong ngoài xã hội này thì em nghĩ là cuộc sống nó đã là bể khổ rồi. Em này trước kia là một con thuyền lênh đênh, cho nên là em không muốn là khi mà em đang còn lênh đênh như vậy lại có thêm một cô gái thì rất là khổ cho người ta, khi người ta phải đi con thuyền đang còn lênh đênh của em. Bây giờ con thuyền em hết lênh đênh chưa? Dạ bây giờ em nghĩ là con thuyền em, cuộc đời thì bao giờ nó vẫn lênh đênh, con thuyền thì vẫn lênh đênh, nhưng mà hiện tại thì em có thể tự tin là mình có thể điều khiển được con thuyền của mình. À, vậy là từ nay hot boy lênh đênh đã rất là tự tin để có thể điều khiển con thuyền mà mình đang đi. Em chuẩn bị kế hoạch tương lai cho cái cuộc hôn nhân của mình sắp tới như thế nào? À, về kinh tế, về tinh thần? Em nghĩ là trong tương lai thì em sẽ phải chuẩn bị nhiều hơn những gì em đang có. Thì kế hoạch thì chắc chắn là em đã có rồi, còn em thực hiện như thế nào thì hãy nhìn vào tương lai. À, vậy em định là hôm nay nếu mà em tìm được một người nữ yêu thương thật sự thì khoảng bao lâu có thể tiến tới là về chung một nhà? Em nghĩ là nó không quan trọng là thời gian là bao lâu, mà quan trọng là bạn gái muốn bao nhiêu. À, quan trọng là người bạn gái đúng không? Vâng. À, bé Thủy, yeah, em của chị bên đây, như anh Linh nói, rất xinh, rất xinh. Một cô gái rất xinh như vậy á, yêu một cô gái mà xinh đẹp á, thì em có sợ không hay là em có ghen không? Em nghĩ là trong tình yêu thì có một chút bị ghen thì nó sẽ hay hơn. À, thôi chị nghĩ là buồn trừ đó, bên kia là cổ nói cổ không biết ghen. Nhưng chị nghĩ đúng rồi, ghen là một cái gia vị hết sức cần có của tình yêu, phải ghen. Rồi, thế cảm ơn em. Trai, để em nghe anh em nói với chị Thư là về tương lai này kia. Em nói là khi mà hãy nhìn mình luôn luôn làm cái gì tốt hơn có thể, và hãy nhìn vào tương lai sẽ thấy. Như cái vậy nó không cụ thể. Với bất kỳ phụ nữ nào người ta muốn lấy chồng, người ta cũng không thể nói chung chung được. Ta nghe coi anh này chuẩn bị cái gì, anh nói thí dụ cụ thể để xem lấy anh này có về có an toàn không, có nhà chưa. Dạ hiện tại em vẫn ở nhà thuê. Đó, thấy chưa? Rồi về nhà lấy nhau, không lẽ hai đứa thuê nhà sống hay sao? Và chắc chắn trong đầu cô gái sẽ hỏi là anh ơi, vậy thì mình tính xem khoảng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm bao giờ mình có thể có cái nhà để mình còn có những đứa con nữa. Tức là mục tiêu cụ thể á, em có đặt ra không? Dạ, em đã đặt ra mục tiêu cụ thể. Đó. Có nghĩa là trong khoảng cỡ 1 năm nữa em sẽ mua nhà. Đó. Người phụ nữ ta thích thế. Thí dụ người ta quen người đàn ông nào, người ta nghĩ rằng đây sẽ là một chỗ dựa tinh thần, và người đàn ông nói rằng em yên tâm đi, chắc chắn 1 năm, 2 năm, 3 năm, nhưng phải có thời gian cụ thể, mua căn nhà hoặc miếng đất rồi đó, thì người phụ nữ sẽ cảm giác an toàn hơn. Ha, chứ mình nhiều khi người đàn ông hay nói yên tâm đi, sắp tới sẽ có, sắp tới có cái gì thì nhìn tương lai sẽ thấy. Như thế người ta không thấy an toàn hơn. Và anh tin em, với mục tiêu em đọc 1 năm nữa, anh tin điều đó sẽ thành hiện thực. Với những cái gì anh nhìn ở con người của em, anh tin em sẽ làm được. Rồi, nói như thế để cho bên kia, bên đàn gái yên tâm hơn ha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần gọi là giao lưu cùng với người thân. Mời đàn gái. Thủy, hôm nay em đến tham gia chương trình, dạ, em đi với ai? Dạ, em có đi chung với em gái ruột em. À, em gái, dạ, ruột em hả? Dạ. Rồi, dạ, chào em gái của Thủy. Dạ, em chào chị, em chào anh. Em chào cả khán giả trường quay. Dạ, hôm nay em đi theo chị của em. Em thấy anh bên này tính cũng dễ thương, cũng có chút vui tính. Đổi lại chị em lại hơi nhút nhát. Nhát hơn em mình hả, đúng không? Dạ, hơi nhát và ít nói. Em nghĩ nếu mà anh chị tiến tới với nhau thì em nghĩ anh này cần kiên trì. Kiên trì và tâm lý với chị em hơn. Dạ. Em có muốn hỏi anh rể tương lai của mình điều gì không? Dạ, nếu mà anh tính lập nghiệp ở Sài Gòn luôn hay sao? Đúng rồi, hiện tại anh xác định là anh sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Dạ. Nếu mà anh không biết hỏi gì. Nhưng mà theo em gái thì em nên cần kiên trì hơn đó. Em có đủ, dạ, sức kiên trì để có thể gọi là chiếm lĩnh cái con tim của bên làng gái bên kia không? Em nghĩ là em đã có rất là nhiều năm kiên trì với cái cuộc sống hiện tại thì em
đủ khả năng để kiên trì tiếp tục. Ok. Rồi. Em đi với ai? Dạ, ngày hôm nay em đến đây thì có ba anh trai, chị dâu và những người anh em thiện hành của em từ các tỉnh đến đây ạ. Em anh ruột đó hả? Dạ. Rồi, cho mình gặp đàn trai nào. Lời đầu tiên xin chào anh Quỳnh Ninh, chị Nam Thư. Em là anh trai ruột của Hiếu và cũng đang ở chung nhà với Hiếu. Hai anh em có mở công ty và kinh doanh thương mại điện tử. Thì như em thấy thì bạn bên này có vẻ là hợp với Hiếu. Nhưng mà Hiếu ấy thì tính nó nhiều lúc cũng hơi còn trẻ con xíu. Thì mong bạn là cùng nhau để gây dựng một gia đình thật tốt. Cảm ơn anh trai. Anh thấy hai anh em có phong cách khác xa nhau nhỉ? Dạ, nói chung thì anh em thì cũng có phải có tí khác nhau xíu thì nó mới gia vị, nó mới thú vị được. Hai người khác xa nhau lắm luôn đó, về phong cách này kia. Thôi được rồi, đó là những góp ý của gia đình. Vấn đề còn lại là hai em sẽ gặp nhau để cảm nhận, để xem có phải đây là một nửa yêu thương của mình không nha. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Trai tài gái sắc đấy. Dạ. Hai bạn có thể đứng kế bên đi. Cưng nói gì đi, tặng quà, phải nói gì đi chứ. Ngày hôm nay đến đây thì vô tình anh hơi não cá vàng một tí. Thật ra anh có món quà lớn hơn nhưng mà khi anh đến đây thì anh quên mất. Em cũng chuẩn bị quà và để không có mang theo. Trời ơi, chuẩn bị quà mà quên mang theo. Anh bắt đầu thấy chúng ta có niềm chung rồi đấy. Hai người đứng có thể quay mặt phía trước để mọi người ngắm nhìn cái nào. Đấy, mọi người cảm giác thế nào? Hợp quá mọi người, rất cặp đôi này rất là hợp. Theo kinh nghiệm của anh á, thì cặp đôi này rất là hợp về gương mặt này ha, về nụ cười, về phong cách, về phong thủy, về hợp. Cái não cá vàng nữa, về cái chuyện mà quên quà nữa. Thôi, đầu tiên mình thấy hợp rồi đấy. Rồi, bây giờ chúng ta về vị trí và cùng trò chuyện với nhau đi các bạn. Ủa, Hiếu ơi. Dạ. Em nói em đi là em quên quên đem quà. Vậy cái bông, em đừng nói em rút ở trên này của chị nha. Dạ, là em đi ngang đường em bẻ đó. Em bẻ ở đâu? Dạ, em bẻ ở tiệm hoa người ta. Sao em bẻ vô tới tiệm hoa mà em bẻ có con bông gì cưng? Tại vì anh bảo nếu như em bẻ nhiều bông quá em sợ ở đó người ta sẽ phát hiện ra. À, dễ thương. Rồi bây giờ các bạn, mình sẽ nói về cảm nhận của nhau lần đầu tiên, nghĩ về nhau như thế nào, rồi mình tính tới chuyện hẹn hò ra sao, tương lai. Lần đầu tiên gặp anh em nghĩ là, à quên nhầm, hôm nay có vẻ như là em hơi hồi hộp. Rất là nhiều năm rồi thì bây giờ anh mới đối diện được với một người con gái. Em nghĩ công việc anh cũng tiếp xúc nhiều con gái chứ, nên mà dám đối diện nghiêm túc. Dạ. Yeah. Thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Hồi hộp quá không biết nói gì sao. Anh thấy hơi lạnh. Chị cũng thấy lạnh. Không khí trường quay cũng đang. Lần đầu tiên gặp anh thì anh muốn hỏi là em nhìn anh có đúng là mẫu người lý tưởng em cần tìm không? Về ngoại hình thì em nhìn thì thấy là đẹp trai, nhưng mà về tính cách thì em chưa có biết, em chưa tiếp xúc, em chưa có biết. Nhưng mà gặp anh không biết sao đỏ hết cả mặt lên luôn ấy. Chứ bình thường gặp trai không có đỏ mặt đâu. Lâu lắm rồi, ngày hôm nay mới có một ngày mà anh cảm thấy là mặt và người rất là nóng, bừng bừng. Nãy kêu lạnh giờ kêu nóng ta. Cái này gọi là thay đổi cảm giác mà. Trạng thái nó thay đổi liên tục mà. Rồi, chúng ta hãy nói về những cái sở thích của mình coi có phù hợp với nhau không? Hẹn hò thế nào, cái thời gian có trùng hợp với nhau hay không? Em có thích đi du lịch vào những ngày mà mình rảnh rỗi không? Dạ, em thì đi du lịch thì bây giờ em chỉ có muốn đi châu Âu thôi, chứ đi Đông Nam Á là em đi hết luôn rồi, em đi chán luôn rồi. Nên là
Còn thời gian rảnh rỗi để đi du lịch thì em nghĩ là có, muốn đi du lịch với người yêu hoặc là gia đình. Bạn bè thì em không có thích đi du lịch với bạn bè đâu. Châu Âu chưa đi tới thì giờ mình đi Châu Đốc trước đi. Em... Còn anh thì cảm nhận như thế nào lần đầu gặp em? Lần đầu gặp em thì anh nghĩ là anh có cảm nhận là hơi lo lắng. Anh lo lắng không biết là khả năng của mình có thể giữ được một người con gái xinh đẹp, tài năng như em hay không. Em tài năng thì không có đâu. Mỗi đó. Người hãy nói cho nhau nghe về quan điểm hôn nhân và gia đình. Yeah. Anh thì anh thích là người con gái bên anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Vì vậy anh mong là ngày hôm nay gặp em, anh sẽ mang lại thật nhiều niềm vui trong cuộc đời của em, trong tương lai. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Còn em Thủy, em quan điểm về tình yêu và cuộc sống như thế nào? Hôn nhân nữa. Quan điểm của em thì về tình yêu và cuộc sống hôn nhân thì em muốn là giữa hai người thì phải hiểu nhau, phải biết quan tâm lo lắng cho nhau. Anh nghĩ là anh thích nhất những người con gái thích chia sẻ. Dạ. Tại vì như Soobin Hoàng Sơn có ca khúc Xin Đừng Lặng Im. Dạ. Anh cực kỳ thích ca khúc đó. Em thì thực sự là về cái gì của bản thân em là em ít nói cho ai biết lắm. Chỉ có những người mà gọi là gần gũi với em như bạn trai thì em mới nói thôi. Còn gia đình em hay là bạn bè em không bao giờ em nói những gì về cái tâm trạng của mình hay những gì mình trải qua là mình không có nói. Vậy từ giờ em có cái kho tâm sự rồi đó. Dạ, yeah. Thì chỉ tâm sự với bạn trai thôi. Dạ. Yeah. Chúng ta chắc... nghĩ một chút về tương lai đi. Ví dụ hai bạn về chung một nhà thì chúng ta sẽ nghĩ phát triển kinh tế gia đình thế nào và quan điểm về con trai hay con gái có giống nhau hay không? Em nghĩ là trong tương lai em sẽ thích con trai hay con gái. Em cũng thích con trai hơn. Em thích là con nít nhìn bụ bẩm á. Ai cũng thích con trai nhưng mà quan trọng có được hay không? Em nghĩ là em thích con trai vì là em là con gái. Yeah. Anh thì lại thích con gái hơn. Tại vì hầu như anh có rất nhiều cháu gái và anh cực kỳ anh cưng chúng nó. Những người con gái đều là những người xinh đẹp. Bây giờ rõ ràng là nhìn vào cái giao diện, cái ngoại hình của các bạn ai cũng hết sức là hot boy và hot girl hết. Thủy, em đã nói là em nhìn mặt anh thấy ảnh đẹp trai. Thì bây giờ nếu mà yêu một anh chàng đẹp trai như vậy, công việc của ảnh là cũng là làm về thời trang, chắc chắn cũng sẽ tiếp xúc nhiều bạn nữ. Thì em có nghĩ là bây giờ gặp thẳng mặt rồi đó, suy nghĩ lại một lần nữa, mình có thật sự có không ghen thiệt không? Dạ, em thật sự là không ghen. Rồi. Dạ, quan trọng là bạn trai thôi chứ. Anh thì anh nghĩ là anh sẽ có ghen. Nhưng mình sẽ không nhiều. Dạ, không nó biết. Sẽ ở mức phù hợp. Dạ. Tại vì một người con gái như em mà không ghen thì hơi lạ. Tại vì em thấy công việc của em thì không có tiếp xúc với đàn ông nhiều thì cũng không có gì để ghen hết. Vậy là coi như anh hên. Hãy nói với nhau, nếu như trong một cuộc cãi nhau, một cuộc mâu thuẫn nào đó, ai sẽ là người xuống nước, ai sẽ là người xin lỗi trước, bàn với nhau đi. Anh nghĩ là anh sẽ là người xuống nước và anh cũng sẽ là người xin lỗi. Tại vì em thực sự là người rất là nóng tính, nóng rất là nhanh nhưng mà cũng nhanh quen cũng nhanh hết. Giống như là ví dụ như là bực cái gì đó hay là tức cái gì đó là la lên cái xong quen, nói chuyện lại bình thường. Có khi đấy là thú vui tao nhã của anh trong tương lai. Tiền bạc cũng là một vấn đề rất là nhạy cảm. Ai sẽ người quản lý và như thế nào đó, tính đi các bạn. Anh nghĩ là nếu như mà tiền bạc thì người phụ nữ sẽ quản lý tốt hơn. Anh thì anh xài tiền, thật sự là đồng tiền không thể đi cùng với anh được. Nó yeah. thường rời xa anh rất là nhanh, đến nhanh và đi cũng nhanh. Nhưng mà anh mong là người con gái ở bên cạnh anh thì sẽ không như đồng tiền đó thôi. Em thì luôn luôn đặt ra những mục tiêu cho mình. Ví dụ như là sắp tới mình sẽ làm cái gì đó, chắc chắn là mình sẽ đạt được. Rồi với lại mục tiêu xài tiền của em cũng có mục tiêu nữa. Ví dụ một tháng là phải kiếm được bao nhiêu đó, xài bao nhiêu đó thôi và để dành bao nhiêu đó. Cô gái này nhìn hết sức là mong manh ha.
nhưng mà rõ ràng cổ rất là quyết đoán. Đơn giản thôi, một cô gái trẻ như vậy mà có thể trụ được một cái shop, một cái nhãn hiệu thiết kế riêng của mình thì rõ ràng là một phụ nữ mạnh mẽ. Như em gái của Thủy chia sẻ đó, thì đủ kiên trì hay không? Bởi vì bạn cũng nói là rõ ràng là Thủy là một người hết sức là sống nội tâm nha. Nên chị nghĩ là Hiếu, em phải cố gắng, đáng chinh phục nha. Bạn trai dư sức để kiên trì làm điều đó. Thôi mình bấm nút luôn đi. Chưa. Bấm đi anh, bấm đi anh, quay ghế, bấm nút đi. Họ sẽ tặng nhau món quà nào đó. Một bài hát của Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn. Nào. Đúng rồi, bây giờ mình tặng nhau một món quà tinh thần nè. Hiếu, mình là đàn ông nè. À, hôm nay thì Hiếu xin tặng cho bạn gái một ca khúc. Đó là ca khúc Vào Điệp Khúc và ca khúc Sau Tất Cả. Rồi, vô. Hãy tiến đến cô gái và hát cho cô gái nghe. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, mình lại cùng nói đi. Buồn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta giận hơn, thầm trách nhau không muốn ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài để khiến ta nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim anh luôn luôn thuộc về em. Hay quá. Em. Ngày hôm nay có thể là qua rất nhiều năm rồi chưa từng hát cho một ai nghe. Thật sự là rất là hồi hộp. Yeah. Em lên đây cũng hồi hộp lắm. Hai người hãy nắm tay nhau để cảm giác một chút hơi ấm. Trong tình yêu thì anh vẫn chỉ là một cậu bé. Vì vậy nên chúng ta sẽ cùng trưởng thành. Yeah. Trong tương lai. Đồng ý chứ? Yeah. Anh có thể ôm em một cái. Rồi, trở về vị trí cho các bạn. Đẹp lắm. Trời, chúng ta hết thời gian rồi. Đúng là trai tài gái sắc mà. Tất cả những gì mà mọi người thấy, không biết mọi người đoán thế nào. Chúng ta cũng không biết là trái tim hai người đang suy nghĩ điều gì. Nút bấm sẽ nói lên điều đó. Nút bấm là của chúng tôi. Quyền quyết định, trái tim là của các bạn. Hãy bấm nút theo suy nghĩ của mình. Hãy bấm nút khi trái tim rung động. Và hai trái tim có cùng một màu đỏ hay không? Hãy nhắm mắt lại nào các bạn. Để tay vào nút bấm. Kiểm tra con tim một lần nữa nha. Thật sự yêu thương. Cái này. Thật sự cảm nhận là một nửa trái tim của mình. Hãy nhấn nút. Nếu không, hãy để nút bấm đó cho người khác nha. Nào. Hãy làm theo con tim của mình các bạn. Chuẩn bị 3 2 1 1 Hết thời gian. Yeah. Đẹp. Chúc mừng em. Trời ơi. Rất đẹp. Nào. Họ gần như là của nhau các bạn. Tôi thật sự cảm nhận là họ của nhau đấy. Em nghe thấy nhịp tim. Em nghe thấy nhịp tim của em hay là của Thủy? Em nghe được nhịp tim của Thủy nữa thôi là đúng rồi đó. Hình như anh nằm mơ anh thấy đâu đó anh đã gặp các bạn rồi. Phải không anh? Đúng rồi, anh đã gặp các bạn trong mơ. Anh đã gặp rằng các bạn đã là của nhau. Cảm nhận như thế. Đẹp lắm đó các bạn ha. Chúng ta hy vọng là nắm tay nhau. Cứ nắm tay nhau. Hy vọng rằng những cái giây phút, những khoảnh khắc này các bạn sẽ luôn luôn nhớ mãi về nó. Nó chính là một trang sử mới trong cuộc đời các bạn. Nó sẽ như thế nào đó tự các bạn sẽ viết tiếp cái trang sử đó. Hãy nói với gia đình đi. Hãy hứa với mọi người là chúng ta sẽ là của nhau. Và chúng ta sẽ làm gì để vun đắp cho tình yêu này?
Ngày hôm nay ngay tại đây thì em nghĩ là trong tương lai em sẽ làm những gì mình có thể và sẽ thật sự nghiêm túc nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Ngày hôm nay có thể là một cơ duyên rất là tốt đưa em và bạn gái đến với nhau. Và anh mong là cơ duyên này sẽ đưa chúng ta đến với những hạnh phúc lớn hơn và lớn hơn nữa trong tương lai. Hay lắm. Em gái cảm nhận thế nào? Dạ, em cảm nhận em cũng muốn nghiêm túc lâu dài với bạn trai. Quý vị khán giả đang ngồi ở xa, quý vị khán giả đang xem truyền hình, chắc chắn là sẽ không có được cái cảm xúc như Thư ở đây, bởi vì Thư ở kế các bạn. Ánh mắt họ nhìn nhau, đặc biệt là của bạn trai dành cho bạn gái, nó nồng nàn, nó tha thiết, nó như là mình đã tìm đúng người, mình gặp đúng người mà mình đã chờ đợi biết bao lâu rồi. Hai đứa thực sự rất rất đẹp đôi. Bây giờ chị nói nghe nè, chị mà có quay phim hay quay MV gì đó, chị mời hai đứa đóng cặp, hai đứa chịu không? Đóng phim cho phim của chị hoặc là MV của bên chị. Sẵn cho chị mượn đồ quay luôn. Dạ. Hai đứa kinh doanh thời trang mà, chọn mình phải liên hệ chứ. Nó đùng tí xíu thôi chứ. Hai em thật sự là đúng là một nửa của nhau hoàn toàn đó. Mọi người cũng đang trông đợi. Mình nhấn nút bằng trái tim thì một nụ hôn có thể đầu đời. Có thể một nụ hôn thật sự giống như nãy em nói. Đó là thật sự nghiêm túc, đối diện với sự nghiêm túc. Bắt đầu đi Hiếu. Xin người ta chứ đừng có sấn vô nha. Xin. Anh có thể. Ok. Bắt đầu. Cứ tự nhiên. Dễ thương. Chắc chắn khán giả truyền hình sẽ nhớ những giây phút này. Và các bạn phải nên nhớ. Và chúng ta hãy vun đắp cho tình yêu này nhé. Chúc các bạn sẽ sớm sớm để báo tin vui chúng tôi. Yêu lắm, thương lắm. Những giây phút này nhớ nha. Những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng để đó là xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Hãy nắm chặt tay nhau, cho dù phong ba bão tố đừng buông tay nhau ra nha. Đây, những chiếc gối của niệm của cao su Vinalatex để tặng các bạn. Còn một phiếu giảm giá 50% trên toàn quốc. Và đây gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia. Đây, máy nước nóng Senton. Bé cầm đi bé. Em cầm đi, còn cái bự nữa thì để bạn trai cầm. Và đây là bình nước nóng Atlantic Pháp. Đây, nhập khẩu từ Thái Lan, tổng giá trị lên đến 6 triệu đồng. Chúc mừng các bạn. Một món quà của Việt Nam Cacao, mật của đất. Nó ngọt ngào với tình yêu các bạn. Đôi khi có một chút đắng, nhưng có vị đắng đó nó sẽ làm cho tình yêu hoàn mỹ hơn. Tình yêu sẽ ngọt ngào những thanh sô-cô-la này các bạn nhé. Và đây là một món quà đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ dành cho gia đình Việt. Một chiếc TV một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng. Đây, và chiếc TV này sẽ nằm trong nhà các bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Đây, gửi tặng các bạn. Rồi, hãy đi đến nơi nào đó mà tình yêu các bạn sẽ được thăng hoa. Nào, xin mời. Xin mời các bạn. Bạn gái đi trước. Hai đứa. Hãy bảo vệ bạn ấy. Dạ, xa thì tính ra là Bình Thuận với Lâm Đồng thì không xa. Còn làm nông dân thì em cũng xuất thân từ ba mẹ em làm nông, nên là cái đó cũng không là vấn đề. Không là vấn đề. Dạ, từ nhỏ em cũng biết làm nông mà. Vậy là tốt rồi. Dạ. Em không thích gì người đàn ông? Em không thích thì cái em không thích nó cũng giống như mọi người, đó là em không thích cái tính gia trưởng. Là đàn ông mà tính toán keo kiệt quá em cũng không thích. Dạ. Còn gì nữa? Còn những cái nhỏ nhỏ thì em nghĩ là cải thiện được. Cải thiện được đúng không? Dạ. Nếu mà anh hai người đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu anh có thể tiến tới với em được? Em muốn là khoảng một năm. Một năm? Dạ. Để tìm hiểu cho nó kỹ ha. À, dạ. Rồi. Chứ em sợ giữa chung. Bạn của em trong ngoài rất là nhiều chị ạ. Thứ nhất là anh em họ rồi trong ngoài rất nhiều. Có anh em ruột là ở ngoài quê thôi. Rồi đi vô đây rồi ngoài kia rồi cây cối ai coi rồi súc vật ai nuôi. Dạ có nhân viên hết rồi. Dạ dạ. Rồi, có bao nhiêu nhân viên thì mình bộ vậy cứ vậy mới lòi ra chứ. Dạ em có nhà em thì có ba người làm. Trời đông quá anh. Tại vì đó là chính, còn phụ thì sẽ kêu thêm, ví dụ trong thời điểm mà mùa vụ nhiều thì sẽ kêu thêm. Nguyên cái trang trại của ba người làm luôn. Em không thích cái điều gì với người bạn gái? Em không thích bạn gái mà nhũng nhẽo nhiều quá. Em không có đủ kiên nhẫn để mà nhiều đó để mà em giỡn thiệt.
đúng ra phụ nữ phải nhõng nhẽo mình còn khoái thêm nữa. Thế là nhõng nhẽo nhiều quá anh. Không tiền không à. Khoái. Thấy tự nhiên con gái mà cứ không nhõng nhẽo nữa. Cứng quá không được không em? Em tên là Phan Nhất. Hiện tại em đang ở Thuận. Hôm nay em 34 tuổi, công việc chính của em bây giờ là làm trang trại nông nghiệp ạ. Ở đâu? Bình Thuận luôn? Dạ. Từ Bình Thuận vô đây luôn? Dạ, từ Bình Thuận em lặn lội vô đây anh. Làm gì em, làm gì em? Dạ, em làm bên trang trại nông nghiệp á chị. À, trang trại nông nghiệp Bình Thuận vô đây? Dạ. Dạ. Rồi quay xong chương trình đi về lại luôn hả? Dạ, có vẻ em ở chơi 1-2 ngày về với mấy bạn, bạn bè của em trên này chị. Rồi. Thì Cát Tường xin chào anh Quyền Linh và chào người bạn bên kia rèm và tất cả quý vị khán giả. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Thị Mỹ Hạnh. À, hiện tại em đang làm công việc kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. À, năm nay em 32 tuổi và em đến từ tỉnh Lâm Đồng. Lâm Đồng? Dạ. Nhưng mà hiện giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi chị. Rồi bây giờ quen với một anh ở Bình Thuận, em có ngại đường xa gì không? Dạ quan trọng là cái công việc ở đó phù hợp với em thì không sao ạ. À, ủa rồi thí dụ như là cưới nhau rồi em có chịu về Lâm Đồng không? Về Bình Thuận không? Dạ được chị. Được luôn. Dạ. Vậy thì thật sự tôi qua Lâm Đồng đâu xa đúng không ạ? Dạ. Dạ đúng rồi anh. Nghĩ là gần chứ không xa. À, gần chứ không có xa, đường đó đi tắt rồi dạ, rất là nhanh. Dạ. À, em nói cụ thể cái việc làm trang trại của em là em làm cái gì? Thì em thì trang trại của em thì có chăn nuôi và trồng trọt anh. Dạ. Thì em trồng trọt thì em trồng như là cây cao su và ruộng lúa. Còn chăn nuôi thì một số gia súc và gia cầm. Và là cái đó của em luôn? Dạ, tại vì em là con út trong gia đình rồi, cho nên là em quản lý và làm những công việc đó. Xin giới thiệu bên đây chủ trang trại. Rồi, mời bạn gái giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em xin phép giới thiệu điểm yếu trước đi. Em thì hơi... nói chung là em cá tính, em thẳng thắn và hơi nóng tính. Rồi trong tình cảm thì em ít cái cách sẻ chia, thành ra là em quen mối tình nào xong cũng đổ vỡ hết trơn. Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, rảnh rỗi thì em đọc sách và đi thiện nguyện. Ngoài ra thì em tự đánh giá em là một người sống có trách nhiệm và khi mà em làm cái gì thì em cũng cố gắng làm hết mình. Bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ khoảng 3. Khoảng 3. Dạ. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Dạ chia tay cách đây khoảng hơn 1 năm. Mình quen bao lâu thì chia tay? Dạ hơn 2 năm. Bạn có hiểu tại sao mình chia tay với mối tình đó không? Em nghĩ chắc là do em là nhiều. Tại vì em là con gái nhưng mà em cá tính quá, như là em ít có biết cách thể hiện, ít biết cách quan tâm và đẩy cái mối quan hệ nó đi xa hơn. Vậy mình có rút kinh nghiệm không? Cho mối tình kế tiếp. Dạ hơn 1 năm đăng ký chờ đợi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì có rút được ít kinh nghiệm rồi chị. Xuống nước trước ha, mình quan tâm đến đối phương. Dạ. Nhỏ nhắn kệ, ráng chiều chuộng bạn trai xíu thì mình sẽ được ha. Dạ. Chị nói em vậy thôi chứ chị làm không được. Em có gì em nói một lần hai nữa bạn trai. Dạ em thì điểm yếu của em là em hay quên lắm anh. Hay quên. Nhất là em hay quên điện thoại á. Bạn bè rủ em đi chơi mà em bỏ cái điện thoại ra là em để đó luôn rồi chứ em không có khi nào mà em bỏ. Cái đó cũng là một ưu điểm đó em. Bị mình quên cái người kia biết tính về rồi gọi không bắt máy không sao. Có những lúc mình cầm cũng không bắt luôn. Không có được đâu nha. Không có được đâu nha. Khuyết điểm là lợi dụng nó làm ưu điểm đó. Dạ. Rồi còn gì nữa không em? Dạ, cái khuyết điểm thứ hai nữa là bạn bè hay rủ em đi chơi em ít khi nên từ chối lắm. Có nghĩa là khuyết điểm là còn ham vui. Ham vui. Cho nên em cần một người bạn gái để mà kìm lại cái sự ham vui của em. Dạ. Em thấy trong mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình. Mối tình đầu của em là ở hồi sinh viên thời. Thôi, sinh bỏ viên qua đó. Đi. Dạ. Mối tình sâu đậm nhất. Nào. Mối tình sâu đậm nhất của em thì cũng là có mối tình ở đầu tiên đó anh. Tại vì người ấy học ở Sài Gòn nhưng mà có nguyện vọng là về quê, phải học như quê cho gia cảnh gia đình như vậy thì tụi em có thư từ nhau thì 2 năm mấy thì cô ấy đã lấy chồng. Dạ. Nhưng mà em có khuyết điểm là ai mà em quen ai á là người đó có chồng à? Lạ ấy anh. Chị anh giống em á. Em mà quen anh nào được một thời gian không lấy vợ chứ. Hôm bữa nay mình xả xuôi cái vụ đó đi nha. Bỏ vụ đó. Đâu à, hai người thử trao đổi qua rèm coi mình hợp nhau không? Ừ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào rồi em hỏi ảnh coi anh đạt được cái tiêu chuẩn của em không? Tiêu chuẩn của em thì thật ra là em quan trọng về tính tình là nhiều.
ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn và cao hơn em, nói chung là cao khoảng 1m65 trở lên tại vì em hơi lùn. Hỏi ảnh cho anh cao nhiêu? Anh ơi anh cao nhiêu nha anh? À anh đạt tiêu chuẩn 1m70 lận em. Dạ, vậy đủ rồi. Còn gì nữa em, nói luôn đi em. Em thì em thích một người sống có trách nhiệm và biết, nói chung là do là gia đình em cũng đông người lắm cho nên là sống qua biết quan tâm với, có thể là thương em thì phải biết quan tâm cả em và cả những người thân của em nữa. Điều đó anh đáp ứng được ạ. Dạ, sao gì em thấy anh đáp ứng được. Còn gì nữa, gì khó hơn đi. Dạ khó hơn hả? Dạ không, em cũng không có yêu cầu cao lắm đâu anh. Yêu cầu cao, rồi tới em trai. Em mong muốn cái người bạn đời của mình như thế nào? Với em một người bạn đời á, thì cái đầu tiên nhất là cái sự chung thủy. Dạ, chung thủy rất quan trọng. Cái thứ hai nữa thì vẻ bề ngoài thì dễ nhìn. Dạ, dễ nhìn thì nó có nhiều ý nhưng mà theo em á, thì nhất dáng, nhì da, thứ ba tính tình. Dạ, được anh. Dạ, được ha. Dạ. Bây giờ em ha. Em thử em hình dung thử coi bạn gái bên này như thế nào. Hình dung bạn gái bên kia thế nào? Em nghĩ là chắc với cái giọng nói này có vẻ là bạn có tiêu chuẩn đối với em. Có tiêu chuẩn? Dạ. Thôi, thôi được rồi. Mình sẽ qua một chuyện coi bạn gái thế nào rồi thông báo cho em coi nha. Em nhờ anh ạ. Thôi, đi xem nha. Chào, chào Huyền Linh. Dạ. Anh ở Bình Thuận xa lắm. Anh làm nông trại. Nói chung là người ta gọi là nông nghiệp đó. Dạ. Coi như nông dân đi. Em thấy sao? Ổn không? Dạ, xa thì tính ra là Bình Thuận với Lâm Đồng thì cũng không có xa. Còn làm nông dân thì em cũng xuất thân từ ba mẹ em làm nông nên là cái đó cũng không là vấn đề. Không là vấn đề gì dạ, từ nhỏ em cũng biết làm nông mà. Vậy là tốt rồi. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích thì cái em không thích nó cũng giống như mọi người đó, là em không thích cái tính gia trưởng. Là đàn ông mà tính toán keo kiệt quá em cũng không thích. Dạ. Còn gì nữa? Còn những cái nhỏ nhỏ thì em nghĩ là cải thiện được. Cải thiện được đúng không? Dạ. Nếu mà anh hai người đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu anh có thể tiến tới với em được? Em muốn là khoảng 1 năm. 1 năm? Dạ. Để tìm hiểu cho nó kỹ ha. À, dạ. Rồi. Chứ em sợ giữa chừng là anh bỏ em lấy cô khác. Sao vậy? Làm gì? Tại nữa? Trước giờ em bị dính cái dớp đó nhiều lắm rồi. Anh cũng đang sợ rồi, chắc anh không bỏ đâu. Dạ. Mà bây giờ cặp này á nha, để tôi qua tôi hỏi anh kia coi đàn trai chủ động sao. Xa vậy bây giờ trong thời gian hẹn hò như thế nào? Dạ, em chào chị. Rồi, chào em. Bây giờ một người thì cổ lại đang làm việc ở thành phố. Dạ. Ví dụ mà cưới nhau rồi thì cổ sẵn sàng đi về quê em. Dạ. Nhưng bây giờ lúc chưa cưới thì em định là em hẹn hò với cổ làm sao? Bao lâu gặp nhau, gặp như thế nào, gặp ở đâu? Em nghĩ là nếu mà bạn gái mà ở Sài Gòn á thì em sẽ sắp xếp ở Sài Gòn nhiều hơn. Em sẽ sắp xếp công việc và thời gian để gần với bạn, hẹn hò với bạn nhiều hơn. Sắp xếp làm sao? Trong này em quen ai trong này mà đi vô đây rồi? Trong này thì ai tôi muốn đi gì nào tôi đi chứ. Hả? Bạn của em trong này rất là nhiều chị ạ. Thứ nhất là anh em họ rồi trong này rất nhiều. Có anh em ruột là ở ngoài quê thôi. Rồi đi vô đây rồi ngoài kia rồi cây cối ai coi rồi súc vật ai nuôi? Dạ có nhân viên hết rồi. Dạ dạ. Rồi, có bao nhiêu nhân viên thì mình bộ vậy khư vậy mới lòi ra chứ. Dạ em có nhà em thì có 3 người làm. Trời đông quá. Tại vì đó là chính, còn phụ thì sẽ kêu thêm, ví dụ trúng thời điểm mà mùa vụ nhiều thì sẽ kêu thêm. Nguyên cái trang trại có 3 người làm luôn. Em không thích cái điều gì á người bạn gái? Em không thích bạn gái mà nhũng nhẽo gì quá. Em không có đủ kiên nhẫn để mà nhiều đó để mà em dở ẹt. Đúng ra phụ nữ phải nhõng nhẽo mình còn khoái thêm nữa. Ý là nhõng nhẽo nhiều quá anh. Không có tiền không mà nhỏ khoái. Thấy tự nhiên con gái mà cứ không nhõng nhẽo nó cứng quá không được, không thấy không? Nhõng nhẽo dễ thương. Dạ. Hả? Nhưng mà giả tỷ bây giờ thí dụ như sau này mà cưới nhau đi. Dạ. Cổ về quê em ở đi thì em định để cổ làm gì? Em nghĩ là ở dưới quê em vẫn có ngành kế toán để làm. Tại vì khu vực của em là nói hơi bị cao là kinh tế mũi nhọn nên có rất là nhiều cái công ty có nghĩa là làm ở ngoài công ty rồi rồi còn trong nhà thì nông trại em vẫn làm chứ không phải là để cho cổ ở nhà phụ. Nếu mà bạn đồng ý thì có thể là làm, em sẽ lập công ty cho cổ làm luôn. Hai vậy cũng được, định hướng ha. Cổ nghĩ muốn là khoảng 1 năm nữa đám cưới thì em thấy sao? Em theo em nghĩ thì ý định đó cũng được, gì ạ, 1 năm đủ lại thôi, không cần phải
nhanh chị xa quá. Chị nghĩ lại vậy, để lâu quá ở cũng xa nhau rồi mất công là ai lấy trước rồi bỏ người kia lại cũng thảm thương lắm. Dạ. Giống như anh Linh nói hồi nãy vụ đó mình xé bỏ hết trơn đúng không? Xé bỏ đi. Xé bỏ. Cặp này là phải lấy cùng nhau một lượt. Nay xả xui nữa đó. Ủa nhưng mà ở quê là em còn ba mẹ không? Về dạ em còn còn ba mẹ. Dạ. Em về lại ở chung nhà với ba mẹ. Dạ ở chung nhà ba mẹ. Rồi ok. Được rồi. Làm dâu đấy em hỏi cô gái. Dâu được sao? Không em? Dạ được chị. Được. Cô này được hết á. Rồi mình tham khảo ý kiến người thân đi ha. Dạ. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại một nhóm bạn học của em, trong đó có năm số người gì anh? Nhóm bạn rồi. Dạ. Bạn bè thấy sao tình hình nãy giờ ổn không? Bạn thân của em ấy. Trước tiên em xin chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Thì đầu tiên thì em cũng xin nói về cái tính tình của bạn nhất của em. Thì sau gần 30 năm anh em chơi với nhau. Chơi 30 năm luôn hả? Dạ, nói chung tụi em cùng lớn, cùng học và cùng ra đời. Thì bạn nhất á, tính tình của bạn á, là một người rất là trực tính, thẳng thắn. Trong công việc thì rất là chăm chỉ và quyết đoán. Thì em nói là những cái lứa tuổi qua cái chạc tuổi trở về đây á, chứ còn thời thanh niên á, thì lúc đó thì không nói. Bạn á, thì nói chung là sống rất là có trách nhiệm với gia đình, bạn bè. Nói chung nói với bạn bè rất là ok. Đó là rất là nhiệt tình. Còn về gia đình đó thì cũng xin hỏi bạn nữ thì bạn có thể nào là bạn có về coi như là cùng với bạn nhất, nếu như mình hợp với nhau á thì bạn có thể về cùng với bạn nhất là mình có thể mình quản lý cái trang trại đó, hay là mình có thể là nói chung là làm luôn có được hay không? Dạ được anh. Cái đó nói chung là tại cái công việc cái gia đình thì nó đủ điều kiện và không có thiếu sót, nói chung là kinh tế thì nó không có đầy đủ hơn người ta. Nói chung là cái đó là cái sở thích, nhưng mà anh cũng ước muốn là về vợ có đồng vợ đồng chồng nó sẽ hay hơn. Dạ. Như bạn thấy bên cô đã hợp với đây không? Thì cũng nói với bạn nhắc đó, thì bạn nữ bên này thì nói chung là cũng nhỏ nhắn xinh, nói chung là tuổi tác thì chắc có lẽ là cũng 90 rồi. Hai bạn thì chắc cũng cũng là gọi là nó gần chín rồi đó, cái tuổi nó gần chín rồi, sắp rụng luôn rồi. Nói chung là sắp rụng rồi. Nói đại nó chín luôn đi, khác luôn đi. Nói chung là gần rụng là khác luôn rồi. Theo mình thì nói chung là hai bạn cho nhau cơ hội thì tìm hiểu nhau thì sẽ hay hơn. Vậy là ổn đúng không? Dạ là ổn. Rồi cảm ơn anh. Bạn nhà bạn em đi với ai không? Dạ em đi với team lầy lội của em. Team đặt tên lầy lội. Dạ. Tại vì em nói luôn với anh Nhất là khi mà ví dụ mà có hẹn hò với em thì phải chấp nhận được cái team lầy lội kia của em. Đâu team lầy lội đâu à. Rồi cho dạ, hỏi em tên Linh là em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em trong cùng với nhóm với Hạnh là trong cái nhóm Hoa Từ Thiện ở Sài Gòn và cũng liên quốc tế luôn. Dạ. Nên em cũng biết cá tính của Hạnh rất là mạnh mẽ và có rất là có trách nhiệm và hòa đồng, nên dễ gần nữa. Nên khi mà Hạnh làm điều gì thì phải dứt khoát và rõ ràng. Hạnh ơi, chị thấy Nhất ở đây thì cũng có cá tính, cũng nói chung là con nhiều người con út thì có lẽ là người ta hay vì cái của cải của gia tài của cha mẹ để lại thì người ta sẽ ỷ lại, còn này chị thấy em ấy cũng có ý chí làm ăn này nọ thì cũng được, thì thôi nếu có cơ hội thì hai em cứ tìm hiểu nhau và trang trải lòng với nhau đi ha. Dạ em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị. Có ai có ý kiến nữa không? Em cứ bên nói thử coi, em nãy giờ em nhắc hoài đó. Em thấy được không? Em đó là nhoi nhất của đội từ thiện em luôn á. Nhoi nhất hả? Dạ nhoi nhất. Chị ơi em thấy anh bên này nhìn cũng được ấy chị ạ, dễ gần. Theo em là hai người cứ tiến tới đi ạ. Tiến tới mọi việc em lo hả?
Rồi kéo mặt lên. Giờ để hai bạn gặp nhau nha. Tìm hiểu rồi quyết định. Các bạn tự quyết định nha. Nào, kéo mặt lên. Anh có bộ hoa này tặng em. À dạ, em cảm ơn anh nhiều. À, em cũng có món quà tặng anh, đó là một quyển sách, hy vọng là anh cũng thích đọc sách. Cảm ơn em. Rồi, không gian này là của các bạn, thoải mái đi. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh hả? Dạ, em thấy anh cũng chững chạc, nhưng mà em chỉ sợ là hồi nãy theo như anh nói thì anh thẳng thắn. Mà em cũng vậy, em chỉ sợ nếu mà về chung một nhà chắc hai thằng đàn ông chứ không phải là người đàn ông người phụ nữ. Theo anh nghĩ là mình thẳng thắn cái gì, nên thẳng thắn cái gì và cái gì không nên thẳng thắn. Đó là mình hiểu nhau thôi. Chứ còn theo anh thì có những lúc thẳng thắn và có lúc không nên thẳng thắn. Dạ. Quan trọng là mình hiểu nhau. Lần đầu tiên thì anh gặp em thì cái chương trình này anh thấy có duyên lắm. Và anh thấy em cũng rất là xinh. Dạ, ngày hôm nay em là xinh nhất đấy. Dạ, cảm ơn anh. Có lẽ là dạ, về cái khoản xinh thì em không có tự tin lắm, nên hôm nay em mới cố tình mặc bộ đồ nổi nhất. Xinh nhất thì em không dám nhận. Em cứ nhận đi, tại vì ở đây anh thấy bây giờ hôm nay và bây giờ anh thấy chỉ có mình em không à. Dạ, em đúng. Cứ nhận đi. À. Cảm ơn anh. Đối với em thì anh cũng là một người đặc biệt. Tại vì để mà được gặp anh ngày hôm nay thì em cũng phải chờ chương trình tới hơn một năm. Rồi à? Dạ. Anh may mắn hơn là có một tháng à. Vậy là em nghĩ là chắc chương trình có ưu tiên nghĩ cho ảnh hay sao? Không phải đâu. Bởi vì em biết sao không? Những cái yêu cầu của em á, dạ, đưa ra phải đi tìm gần như đúng yêu cầu đó. Và cuối cùng anh này mới nộp vô một tháng thôi. Thấy yêu cầu anh giống như yêu cầu của em, đưa dạ ra luôn. Đó, rất nhiều người hỏi là tại sao là đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bao lâu mới được gọi lên. Thì cái đó Tường với anh Quyền Linh không trả lời được. Bao lâu là tùy theo cái yêu cầu bạn khi bạn nộp trong cái đơn á, mình ghi cái yêu cầu gì. Ví dụ bây giờ mình 30 tuổi, mình muốn kiếm một người 35 tuổi thì người ta phải tìm cái người 35 tuổi. Rồi 35 tuổi mà phải có cái gì, làm việc ở đâu, nghề gì thì người ta phải tìm. Khi nào tìm đúng được đối tượng đó người ta mới mời mình lên. Thì có nhiều người chờ hoài một năm, thậm chí có nhiều người chờ một năm rưỡi, hai năm mới được mời lên. Nhưng có những người may mắn như anh đó mới có một tháng nộp vô. Và cái cô này cũng chờ cái anh này một năm rồi nè. Đúng rồi đó. Đó. Đúng không? Chưa biết mặt nhau, nhưng mà ông trời bắt đợi ảnh một năm. Cái duyên đó em, có cái anh kia mặt ảnh vậy đâu. Mà anh yêu cầu một cô công chúa mà da trắng rồi tóc dài đủ thứ, kiếm 6 năm nay chưa có đó. Rồi, đó mình rồi, nói chuyện ngoài lề, giờ vô tiếp đi. Cho anh hỏi là hiện tại là em ở thành phố Hồ Chí Minh, là em làm bên kế toán à? Dạ đúng rồi. Em ở quận mấy à? Dạ em ở quận 11. Quận 11 à. Thì em có thích hay đi phượt hay là đi những du lịch rồi này kia khác nào không? Em thích đi du lịch nhưng mà đi phượt thì em chưa có đi. Nhưng mà hiện tại thì em thường là kết hợp đi du lịch với đi từ thiện luôn. Anh nghĩ là cái vấn đề mà đi từ thiện đó, anh nghĩ là bây giờ là rất là hay và rất là ý nghĩa. Anh nghe về em làm bên với là nhóm của em á, làm bên về từ thiện, anh nghe rất là thích. Hy vọng là nếu là sau này mình gặp nhau á, em có thể là cho anh góp một ít từ thiện vào. Dày quá. Em ghi nhận tấm lòng của anh và em cảm ơn anh rất là nhiều. Bán miếng đất nhỏ nhỏ. Bạn em mà nghe ai cho tiền là mừng lắm. Anh cũng cho mà anh cho không được nhiều em ơi. Dạ không anh, tại vì dạ đúng rồi, làm với lại làm từ thiện có nhiều cách, không nhất thiết là mình phải cho tiền. Nãy có cô nào mới cho tiền anh làm từ thiện nè. Làm từ thiện không phải là mình có tiền triệu mới làm được. Dạ đúng rồi ạ. Chỉ có tấm lòng 50, 100 cũng là từ thiện. Dạ. Ha, cái này mình không cần đòi hỏi đâu. Dạ. Rồi tiếp tục chuyện tình yêu nữa các bạn. Em có gì hỏi anh không? Em có việc hỏi đi. Bình thường thì em cũng nói nhiều, em cũng nhoi lắm, thì nhìn anh không biết nói nha. Dạ hả? Anh đâu có đẹp trai đâu em. Anh bình thường mà. Không, nói chung em mê trai đẹp, nhưng mà quan trọng là cái tính thì em thích hơn. Em là con thứ mấy trong nhà? Dạ nhà em thì đông lắm mà, em là con thứ năm. Thứ năm à? Dạ. Tính ra là anh ở chỗ nào Bình Thuận? Anh ở Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận. Tánh Linh. Đúng rồi, Tánh Linh. Dạ. Thì bên em qua cũng gần. Với lại là mình cũng là gần gần nhau rồi, thêm em cũng có gốc miền Trung nữa.
Dạ. Em gốc là sinh đâu? Dạ, ba má em là người Quảng Trị. À, anh cũng Quảng nhưng mà Quảng Quảng Ngãi chứ không phải Quảng Trị. À, dạ, nó cũng gần đâu đó. Hy vọng là anh em mình cùng Quảng Hồ. Dạ. Hy vọng là anh em mình cùng Quảng Quảng Hồ. À, dạ Quảng. Quảng Quảng sợ. Quảng sợ. Bây giờ nói chuyện thân quá ha. Em có nhớ tên ảnh tên gì không? Dạ, em tên Nhất. Chính xác. Còn em có nhớ bạn gái tên gì không? Dạ, em nhớ tên Hạnh ạ. À. Hay quá. Cặp này chờ nhau một năm rồi, được. Rồi mình tính tới chuyện hôn nhân đi em. À, nếu như mà là hôn nhân á, nếu như vấn đề hôn nhân á thì nghe em nói là em có thể về làm dâu. Dạ. Nếu như gia đình anh mà khó thì em nghĩ sao? Suy nghĩ lại. Không, em nghĩ khó ở đây là khó làm sao, tại vì em nghĩ quan trọng là cái cách sống của mình và cách cư xử của mình. Chứ khó thì em nghĩ cũng không nói nữa, khó tại vì em thì việc nhà hay nấu nướng hay các thứ thì em làm ok hết. À. Dạ. Đã là quá tốt rồi. Dạ. Anh nghĩ cái vấn đề nội trợ, nữ công gia chánh thì anh cũng được chút xíu. Dạ, chút xíu là cỡ chiên trứng luộc rau hả? À, thì vậy được rồi. Mà em nói nhà em khó là khó làm sao nói rõ cho anh. Nói về khó thì ý là anh nói vậy thôi. À, chứ thật sự thì gia đình anh làm dâu rất là dễ. Những người dâu, như bốn chị dâu của gia đình anh là rất là ok. Dạ. Rồi, không bây giờ gì. Mình hẹn hò sao? Hẹn hò tỏ tình đi. Nếu như mà để tiến xa hơn, để hiểu nhau hơn, với lại mình hãy cho nhau cơ hội. Tại vì cái khoảng thời gian này rất là ngắn. Để cho anh và em biết nhau thì có lẽ là phải nhiều hơn. Cho nên anh hy vọng là em cho anh cơ hội. Dạ. Còn bây giờ nè, mà em ở đây chơi mấy bữa là đi về lại Bình Thuận đúng không? Dạ. Bây giờ trong nhân tiện mấy bữa nay là phải tổ chức cái buổi hẹn hò đầu tiên liền. Dạ. Đúng không? Chứ đi về nhiều khi cả tháng mới xuống lại. Dạ. Bây giờ tổ chức cái buổi hẹn hò đó, mời cổ làm sao, tổ chức làm sao rồi nói. Nếu như mà hẹn hò luôn á thì em sẽ mời luôn cả nhóm của của Hạnh đi cho vui. Em nghĩ là tại vì hai cái em có khoảng 500 anh em thôi nha anh. 500 hả? Dạ. Tại ở phía bên bạn bè của anh là rất là hùng hậu, cũng hùng hậu lắm. Dạ. Rồi, micro. Mời đúng trà đá nhóm luôn. À, anh có ý kiến như vậy. Không ấy qua chương trình này á, cái lúc mà mình về á, em kết hợp giữa cái team lầy lội của em á với lại cái nhóm lôi nhôi của anh như thế nào? Vậy thôi hả? Lôi nhôi. Trời ơi. Vậy là mấy anh chị này đi cổ vũ là chủ yếu để gặp nhau, team lôi nhôi gặp team lầy lội cũng không quan tâm tới hai người em. Không, lúc đó là anh sẽ tách em ra rồi, em khỏi lo, em không cô đơn nữa đâu. À. Hay á, anh này được á. Được. Có nghĩa là mời bên đây đi nhưng mà để bên đây tiếp phải không? Dạ, còn em chỉ có mình anh tiếp thôi đúng không? Rồi bây giờ một câu, mỗi người có 30 giây để ta nói những cái gì mà mình cảm nhận từ trong đáy lòng nha. Bây giờ mình có thể nói chơi, nói vui. Dạ. Nhưng bây giờ mình cảm nhận người đối diện, bây giờ mình nói nghiêm chuyện, túc để chúng ta quyết định. Nghiêm túc. Nào, 30 giây dành cho hai bạn, bắt đầu. Mỗi người một câu. Nếu mà nói về tình cảm thì anh nghĩ là anh sẽ nắm tay em. Nếu như em cho anh cơ hội, anh sẽ nắm tay em đi suốt quãng đường còn lại. À, còn em thì tự nhận lại cái quá khứ thì em thấy bản thân em cũng đã bỏ qua khá là nhiều cơ hội. Và khi gặp anh thì em nghĩ là có duyên thì em cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Hết thời gian. Nào, hãy để tay nút bấm. Để tay vào nút bấm đi. Rồi, nào em xích lui. Đúng rồi. Nút đây. Rồi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nãy giờ là tuy rằng ít phút nhưng chúng ta cũng có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình, nhịp đập trái tim mình. Mình hãy suy nghĩ lắng động và hình dung xem đối phương có phải là một nửa của mình hay không. Quyết định bấm nút là để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút chỉ để đi chơi, làm quen bạn bè rồi thôi. Suy nghĩ thật kỹ nha, phải có rất nhiều người đang chứng kiến giây phút này. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hồi
Hồi nãy anh muốn làm gì anh cứ làm. Anh nói đó, nếu có cơ hội anh sẽ nắm tay em gì đấy. Đẹp không các bạn? Cũng hợp lý đó nha. À, anh nghĩ rằng các bạn đủ chín chắn để có thể quyết định cái con đường tương lai hạnh phúc của hai đứa em. Hy vọng rằng những cái điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến với hai bạn nha. À, anh có ghé Bình Thuận với cũng gán cho anh Thăng Long anh ăn nha. Dạ. Rồi, cho anh gửi chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Riêng cặp này là vì cô gái đã chờ đợi chàng trai hơn một năm rồi. Và hôm nay có hai team ở đây mà hai bạn này là cũng đã chín rồi. Vừa tuổi rồi, hôn nhau một cái để kỷ niệm ngày hôm nay. Chị ơi, mắc cỡ lắm chị. Mắc cỡ gì nữa. Quá dữ. Em già rồi mà mắc cỡ ghê. Già đâu mà già, em mà già chắc chị chôn luôn quá. Đem đi em. Anh hôn em nha. Rồi dễ thương, anh hôn em nha. Mé quá à. Mắc cỡ đỏ mặt hết trơn. Rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng bó hoa hợp với bạn ghê nha. Dạ. Tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic. Máy nước nóng với nhãn hiệu Senton. Với tổng trị giá là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Em cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chúc mọi người vui và rất là may mắn trong cuộc sống ạ. Cuộc đời quan trọng là chữ duyên, và ngay các bạn đã nhận được chữ duyên đó. Vấn đề chúng ta phát triển cái duyên như thế nào là tùy thuộc các bạn nha. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm nhận được tin vui của các bạn. Rồi, tổ chức đi chơi liền nha, tận dụng trong cái chuyến này nha. Yeah. Sớm báo tin vui cho chúng tôi. Rồi, tay, cảm ơn hai bạn. Tay nhau qua ra nha. Có quà thì quà. Nắm tay nhau, nắm tay nhau. Đúng rồi. Đi xem phim, đi chơi. Dạ em đi nha chị. Chuẩn bị nha. Chị ơi em đi nha chị. Rồi đi đi em. Đi về Bình Thuận luôn đi em. Đi à, cặp này tôi nghĩ là cô này đi á. Không, dễ thương mà. À, hôm nay chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình quý vị. Hai cặp đôi cũng đã nhấn nút. Điều gì tốt đẹp đến, nó sẽ đến, và hy vọng rằng họ sẽ sớm gửi thiệp cưới cho chúng tôi.